Vâng, tín hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lại lên một số các mã hàng xả kho. Đấy, để chuẩn bị cho cái dịp Tết âm lịch này. Đấy, hàng thì vẫn còn để phục vụ các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn. Đấy, giá thì nói chung là bên em đợt này nó về những cái mức giá gọi là vô cùng tốt, vô cùng ưu đãi để phục vụ các bác, để các bác rất là dễ mua luôn. Đấy, biết là năm nay kinh tế nó khó khăn thì bên em cũng đã rất là cố gắng để cho bác về những cái giá nó rất là dễ mua rồi. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy thì nói chung là cứ tranh thủ mình mua sớm đi. Đấy, đến gần Tết rồi nó nhiều khi nó vội thì mình cứ tranh thủ mua sớm luôn nhá. Đấy, mua sớm chốt sớm cho nó nhanh. Vì giá đợt này đang rất là tốt rồi. Hỗ trợ các bác tận tình cũng như là về giá cả nói chung là bao giá thị trường luôn. Đấy thì các bác tranh thủ chốt đơn luôn. Đấy thì số em để trực tiếp ở trên mình, cứ gọi điện theo hai cái số ở trên mình nhá để em tư vấn và chốt đơn hàng. Khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là hóa đơn trên 200 nhá. Trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái sản phẩm xả kho, những cái sản phẩm mà về những cái mức giá mới để các bác cùng cập nhật cũng như là mua các bác nhá. Rồi, sản phẩm xả kho đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây bút thử điện này, bút thử điện nhá. Hôm nay em sẽ về cho bác cái mức giá mới luôn. Bút thử điện này bên em có tặng kèm pin cho bác luôn nhá, có tặng kèm pin luôn. Đấy, thì em báo giá luôn, bữa trước đang bán một cây bút này với giá là 40.000. Hôm nay em về giá mới xả kho bán anh bác dễ mua luôn này. 20.000 một cây nhá, 20.000 một cây bút thử điện này. Với một cái mức giá này thì các bác quá dễ mua luôn. Một con bút thử điện đa năng. Đấy, và có tặng kèm thêm pin nhá. Con này thì các bác có thể kiểm tra thông mạch này. Đấy, rồi là kiểm tra pha nóng, pha nguội này, kiểm tra từ trường này, đầy đủ ngon lành luôn. Đây. Đèn thì cực kỳ sáng luôn này, các nhìn này. Đấy, đèn nó rất là sáng nhá. Các bác thử đèn xanh này và nó có lên cả đèn đỏ nhé. Nếu mà thử trực tiếp đèn đỏ thì điện điện 220 nó sẽ lên đèn đỏ, còn đây em đang thử thông mạch này thì nó sẽ lên đèn xanh. Đèn rất là sáng luôn, bút rất chắc chắn. Đấy, tháo pin thay pin thì các bác tháo cho em cái lẫy này ra này. Đấy, trong cái tô vít là xoáy này ra, sau đó các bác thay pin. Đấy, pin thì có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa để ví dụ về hết pin thì các bác lại thay, có thế thôi. 20.000 một chiếc cũng nhá. 20.000 cho một chiếc bút điện đa năng thông minh. Bút này rất là ok đấy, cái này em bán cực kỳ nhiều luôn. Đấy, và hôm nay về nó mức giá mới nhá. 20k một chiếc nhá, lên mã em sẽ cái bút thử điện đa năng nhá, bút thử điện đa năng. Giá đang gửi bác giá thanh lý là 20k nhá, giá xả kho 20.000 một cây bút này các bác nhá, 20k một cây bút này. Đây các bác cùng xem cái công năng sử dụng hoạt động của cái bút này, các bác cùng coi này, đây. Máy bắt bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Các bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không bằng cách ạ. Một đầu dây điện mình chọc vào đầu của bút ạ. Và đầu còn lại mình chọc vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này, không sáng này. Và chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường, chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhé. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh đúng không ạ, và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé, và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa. Đấy, thực tế về sản phẩm bút điện nhá, một chiếc bút điện đa năng rất là nhiều công dụng tác dụng đấy, phục vụ các bác sử dụng sửa chữa điện đóm gia đình nhà mình rồi là anh em thợ thuyền quá ok luôn. Hôm nay em xả nhanh bán lỗ với bác luôn là 20k một cây nhá, 20.000 một cây cây bút thử điện đa năng nha. Rồi em qua mã tiếp theo. Tiếp theo thì em lên xả luôn với bác mã hàng đó là cái bộ tô vít đen này. Đấy, bộ tô vít đen, cứ lên mã em sẽ là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, bộ tô vít đen. Bộ này thì sẽ gồm có cho bác là một cái thân vít này, một thân vít và đi kèm là 6 cây vít, và 6 cây vít này thì mỗi cây là sẽ có hai đầu, thì tổng thì khi mà các bác sử dụng thì các bác sẽ sử dụng được tổng là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đấy, 12 đầu vít khác nhau. Đó, đây. 12 cái đầu vít khác nhau này. Đấy, từ sao, hoa, thị, cộng, trừ đầy đủ hết luôn này. Đấy, rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá. Và có đi kèm đó là một cái thân vít như này. Đấy thì các bác lấy đầu nào, dùng cây nào là các bác cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây. Và con này nó có chỉnh cả cữ này. Đấy, các bác muốn cho nó ngắn vào thì các bác cho nó ngắn vào, các bác muốn cho nó dài ra thì kéo nó dài ra. Đấy, cho nó khớp vào. Ở đây nó có những cái rãnh khớp này. Đấy, và con này nó có thể là xoáy nhanh không nhá, xoáy nhanh luôn. Đấy, có thể xoáy nhanh và các bác có thể đảo chiều luôn nhá. Đấy, đảo chiều rồi các bác khóa đứng chết. Đấy, khóa đứng chết. Đứng khựng này, hoặc các bác có thể đảo chiều. Đảo chiều được các bác xoáy nhanh. Đấy, đảo chiều bác xoáy nhanh. Các bác nghe cái tiếng xoáy nhanh là các biết con này là nhiều nhá. Đấy, nghe cái tiếng xoáy nhanh thì nó cứ tạch 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 này. Đấy, cái thân vít đầu vít nó rất là dễ cầm, dễ xoáy các bác nhá. Đấy thì
Khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu được là một cái thân vít nhá, và đi kèm cho em là 6 cái cây vít này, và một cây là hai đầu, thì tổng là các bác sẽ xài được là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đây này, ở đây nó sẽ có đầu hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ này, đầu tam giác này. Đấy, bên này này, đấy, bên này có những cái đầu rất là dị luôn. Nói chung là cái bộ này các bác sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng cho em bộ này quá ok luôn. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn cái bộ này nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, tô vít đen. Tô vít đen này thì bữa trước bên em đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn các bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k cho một cái bộ tô vít đen nhỉ, 50k một tụ tụ vít đen. Đây, bộ này của nó là 13 trong 1 như này. Đấy, tổng nó sẽ gồm có là 12 đầu vít và một cái thân vít thì nó hay gọi là bộ 13 trong 1. Đấy, hay còn gọi là bộ tô vít đen nhá. Tô vít đen 50.000, bộ này xả kho luôn nhé các bác nhá. 50.000 bộ này không nhá. Rồi, tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho các bác, đó là cái bộ cạp cắt ống này. Đấy, cạp cắt ống. Cái này thì cái cạp này chuyên để các bác cắt cắt ống kim loại nhá. Đấy, cạp cắt ống đồng, cắt ống kim loại. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây cạp cắt ống đồng, ống kim loại. Đấy. Cạp cắt ống này, cạp cắt ống ống đồng này, ống kim loại này, ống tiếp, ống kim loại nhá. Đấy, bữa trước thì đang bán cái này là 100 ngàn. Hôm nay em cũng xả luôn đấy bác, giá sẽ là đi hôm nay em xả luôn đấy bác, giá chỉ còn có 70 ngàn thôi. 70k nhá, chỉ có 70k thôi. Đấy, bán nhanh, bán hết đi nó vãn đi có nhá. Cuối năm rồi. Cạp cắt ống 70k nhá, 70k. Bữa trước đang bán là 100 ngàn đâu nhá. Đây. Cái này thì thực tế sản phẩm này thì chuyên về các bác, ví dụ này các bác cắt những con ống tiếp kim loại này, rồi là ống đồng này, đấy, ống đồng, ống sắt, ống thép này. Đấy, thì con này nó cắt được cỡ ống là từ ống 3 nhá, từ ống 3 cho đến ống lớn nhất là ống 32. Đấy, ống nhỏ nhất là ống 3 và ống lớn nhất tối đa nó cắt được là ống 32 nhá. Thì con này rất là dễ cắt thôi. Đấy thì về các bác cắt ống thì các bác nới ra nhá. Nới ra cho nó vừa với ống của mình. Đấy, sau đó là khi mà cắt ấy, thì các bác cho ví dụ đây. Đây em có một ví dụ đây là cái ống này. Đấy, các bác cho vào. Các bác cạp đây nhá, cạp đây. Đấy, sau đó là các bác để nó khớp vào cái rãnh này. Đấy, để nó khớp vào cái rãnh này, sau đó là các bác siết nó vào một chút. Đấy, sau đó cứ thế là các bác quay. Cứ này các bác quay thôi. Đấy, mình quay đâu là các bác siết đấy nhá. Thì cái phần lưỡi dao này, cái phần lưỡi dao nó sẽ quay theo. Đấy, nó quay theo này. Đấy, các bác nhìn thấy cái phần lốt chưa? Đấy, nhìn các bác nhìn thấy phần lốt chưa? Đấy, khi mà quay đâu là nó sẽ lốt đấy, và các bác cứ thế các bác siết siết nó vào, bắt đầu cứ thế mình cứ dần dần mình siết siết vào, siết vào, siết vào. Đấy thì nó sẽ tạo thành một cái đường cắt nhá. Đấy thì nó sẽ cắt dần cắt dần là nó sẽ cắt hết. Cắt ngon này như cái ống kim loại, ống sắt. Đấy, cắt là từ ống 3 nhá. Ống nhỏ nhất là ống 3 cho ống lớn nhất là ống 32. Đấy, chuyên để các bác cắt những cái cặp cái ống đồng nhá, ống đồng này, ống kim loại, ống sắt, ống tít này. Đấy, lên mã em sẽ là cái cặp cắt ống. Hôm nay em xả kho bán em luôn. Giá chỉ còn có 70.000 một cây thôi. Đấy, 70k. Đấy, các bác cùng xem đây thực tế sản phẩm này. Không cần phím, không cần điện, chỉ cần cài lên ống, vặn bằng tay là có thể cắt xuống được đó. Dù bạn có ống sắt, ống đồng hay là ống PC. Dễ và tiện. Mọi người xem đây, miếng cắt ngang rất mịn và phẳng. Đây là đấy, một thực tế về sản phẩm nhá. Khi mà các bác cái cắt cái cắt cái này, cái đường ống nó cắt rất là mịn và phẳng lắm nhá. Ống đồng hay là ống PC. Đó, thấy không? Cắt rất là ngọt luôn, cắt rất là ngon. Cái này em bán nhiều mà. Đấy, kèm cắt ống nhá, kèm cắt ống đồng, cắt ống kim loại nhá, 70k một chiếc này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là một cái con vòi nối nhá. Vòi nối lắp chuyên cho các bác, lắp vào những cái chậu bồn rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn rửa bát rất tiện luôn. Bình thường là các bác mua những con vòi ở nhà ấy, là nó không có những cái chế độ mà ra tia sen hay nào đâu. Như về các bác mua cho em con này về. Đấy, bình thường là các bác mua cái vòi chắc là vài chục nghìn thôi. Nhưng các bác mua thêm cho em lắp này vào thành cái vòi mấy triệu luôn. Rất ok luôn. Tí nữa em sẽ quay cho bác xem về cái sản phẩm này, nó rất là hay. Đấy. Mà giá nó bình dân lắm. Hôm nay em cũng xả luôn cho bác cái mã này nhá. Đấy, xả luôn cho bác cái mã này. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây vòi nối nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát. Bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi. 30.000 cho một chiếc vòi nối nha. Đấy, chỉ có 30.000 thôi nhá. Đó. Đây. Tổng quan con vòi đây. Đấy, nó có thể là lắt léo này, lắt léo này, rồi là ở đây là cái phần đầu silicon. Ví dụ như những cái ống nước các thứ là các bác cho vào một cách dễ dàng luôn, vì cái phần đầu silicon nó co giãn mà. Đấy, nó co giãn. Đấy, nó khi mà các bác nhét thì nó sẽ giãn ra, và các bác đẩy nó khớp vào thì nó sẽ co vào, nước nó không bị tràn ra đường này nhá. Đấy, nước không bị tràn đâu, các bác dùng ok luôn. Và đây là cái chế độ tỏa của nó này, thì nó sẽ có là hai chế độ nha, một chế độ ra cái tia giữa này. Đấy, và một cái chế độ nó ra những cái tia sen ở ngoài. Và con này nó có thể lắt léo đi. Đấy, lắt léo đi như một chiếc vòi xịn sò ngon này luôn. Đấy, mà giá nó bình dân. Vòi xịn nhưng mà giá là hạt rẻ nhá. Đấy. 30k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối lắp vào bồn bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn chậu rửa bát đang ở bác giá một cái vòi này với giá là 30.000. Đây em sẽ có một cái video quay luôn cái sản phẩm như em đang xài luôn, dùng cực kỳ ok luôn.
đây quá nhá, đây nhà em đang xài cái con đấy đây đấy. Thì về các bác có những cái vòi nước bình thường này, nó không có chế độ gì đâu, thì các bác mua cho em cái con này về đấy. Thì các bác lừa lừa cái đầu silicon này, các bác cho nó vào, nó rất là dễ cho vào thôi đấy. Khi mà xả nước này, em xả nước này đó, thì nó sẽ ra thành những cái tia nhỏ li ti này, và nó có hai chế độ nhá, và một chế độ nữa là chế độ ra cái tia nhỏ nha. Còn công thì các bác có thể lựa chọn chuyển sang tia này. Đấy, con này thì nó có thể lắt đéo này từ bên này này sang bên này đấy, một cách gọi là quá là ok luôn, dễ dàng ngon lành nhá. Đấy, các bác có thể di chuyển gọi là xung quanh cái chậu rửa bát này luôn. Đấy, xung quanh cái chậu rửa bát này một cách là rất là linh hoạt nhá. Đấy, các bác rửa mọi chỗ mọi nơi luôn nhá, quá ok luôn. Đấy, lắt léo thoải mái luôn nhá. Vì cái phần này của nó là cái đầu lò xo này, đấy, cái dây lò xo nên là nó lắt léo được mọi hướng mọi chỗ. Đó, rất ok luôn. Và có thể là ra cái tia nước này. Đấy, cái lực nước nó ra rất là mạnh nhá, ra rất là khỏe nước luôn. Đấy, nước ra tràn trề luôn nhá. Đó. 30.000, nói chung là một cái sản phẩm rất hay, về để các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát nhà mình các bác xài nhá, rất ok đấy. Đó, recommend sản phẩm này các bác nhá. Đó thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá, lên mã em sẽ là cái vòi nối lắp vào chậu rửa bát nhá, 30.000 một cái chiếc vòi nối nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây kẹp gấp này, cái cây kẹp gấp nhá, lên mã em sẽ là cái cây kẹp gấp, cây này thì rất là hay luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá, cây kẹp gấp này em cũng xả luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái cây kẹp gấp inox nhá, kẹp gấp inox chuyên để các bác gấp gấp đồ rán này, đồ chiên, rồi là ví dụ như là gấp thịt nướng cá rán nhá. Đấy thì ok luôn. Bữa trước đang bán cái cây này là 50.000, hôm nay em xả luôn đó bác. Giá chỉ còn có 20.000 thôi. 20.000. Bán nhanh luôn, 20k cho nhau nhá. Cho cây kẹp gấp này chỉ có 20.000 thôi. Các bác mua về sử dụng rất là hay. Đây. Đây ví dụ bình thường là em đang có một cái miếng cá rán này à, hoặc là một cái miếng thịt nướng này nhá. Đấy. Đó thì đây em muốn đảo nó lên, lật nó lên thì các bác cật nó là đấy, lật nó lên quá ok luôn nhá. Đấy, các bác xúc xà bàn nó xuống đấy, lật nó lên nhá. Đấy, lật nó lên đây, xúc nó xuống này, xúc nó xuống này, lật nó lên đấy, lật nó lên quá ngon lành luôn, một cách là rất là dễ dàng. Ví dụ như là cái miếng cá này hoặc là cái miếng thịt nướng này đấy, rồi các bác sử dụng nhà bếp cho em. Nói chung là con này các bác xài nhà bếp thì rất là hợp lý rồi đấy, đặc biệt cho bác nào làm những cái món rán này, những cái món nướng này đấy, các bác kẹp vào các bác lật nó lên nhá, quá là hay luôn. Đấy thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm một cái cây kẹp gấp nhá. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt rồi đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt đó đây. Đấy, quy cách hoạt động của nó là như thế nhá, nó sẽ gồm có là một cái mặt to bên dưới và một cái mặt nhỏ bên trên, kẹp nó vào lật nó lên, kẹp nó vào lật lên, thế là xong. 20.000 thôi, chốt nhanh bán nhanh xả kho luôn này, 20k đấy, số lượng có hạn nhá, vào việc luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái chai xịt hôi chân này. Đấy, chai xịt hôi chân, thối chân, bác nào hiện tại đang bị hôi chân này, thối chân này, đấy, đi giày mà nó có mùi hôi, đi tất cả thứ nó có mùi hôi thì các bác mua ngay cho em cái chai này về. Con này nó sử dụng cái công nghệ là nano bạc nhá, kháng khuẩn cực kỳ tốt và khử mùi rất là hay luôn. Đấy, và nó có cái mùi hương chanh đào rất là thơm nhá. Đấy, và mát lạnh như bạc hà luôn. Cái này các bác cứ xịt trực tiếp vào bên trong giày, hoặc là các bác xịt trực tiếp vào bàn chân, hoặc xịt trực tiếp vào tất, nói chung là những cái chỗ nào mà liên quan đến cái đôi chân của bác thì các bác cứ xịt trực tiếp vào nhá, khử mùi rất nhanh này, rồi là các bác đi nó cực kỳ là khô thoáng chân luôn. Đấy, cái này thì em cũng đang bán xả kho luôn. Lên mã em sẽ được cái chai xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân này bữa trước đang bán là 40.000, hôm nay em xả luôn bác, giá thì còn có 30.000 thôi. 30k cho một cái chai xịt hôi chân nha. Một chai này là 260ml này. Đấy, dùng thoải mái luôn. Nó là dạng khí nhá, dạng khí, nhiều bác hỏi em nó là cái gì, nó là dạng khí đây này. Đấy, nó là dạng khí nhá, cái lực xịt nó ra rất là mạnh. Thì con này xịt thì yêu cầu các bác là các bác phải ngửa lên nhá, sau đó các bác bút vào trong cái lỗ giày của bác nhá, và các bác xịt. Đấy, là nó dễ ra nhất này, có nhìn này. Đấy, hướng dẫn sử dụng này. Đấy, các bác ngửa nó lên, ấn nó xuống. Đấy, ấn nó xuống, ấn thì cái lượng khí nó sẽ xịt trực tiếp bên trong, luồn lách vào tất bên trong cái đôi giày của bác nhá. Đấy, nên nó sẽ khử sạch mùi hôi cũng như là giúp chân chân của các bác là đỡ bị hôi, đỡ bị thối hơn. Đấy, chuyên các bác khô chân thối chân. Con này rất ok. Cái này em bán nhiều mà chính bản thân em cũng đang xài luôn, dùng thích lắm. Đấy, đi cực kỳ là khô thoáng chân nhá, dùng thích lắm. 30k nhá, 30k lên mã em sẽ là cái chai xịt hôi chân nhá. Đang gửi bác là 30k cho một chai xịt hôi chân nha. Đó. Ngoài ra thì bên em vẫn đang còn cái sản phẩm, đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, chai xịt giặt giày khô nhá. Chai này là 300ml, chuyên dùng cho các bác hay đi giày nhưng mà lại ngại giặt. Đấy, ngại giặt nước, vì thứ nhất là giặt nước nó rất là nhanh hỏng, mà thứ hai là nó lâu khô. Đấy thì các bác mua cho em cái chai này về. Cái chai này nó là giặt giày nhưng mà là giặt giày theo dạng là giặt giày khô, tức là các bác giặt xong là các bác có thể xài hoặc các bác có thể đi được luôn. Đấy, nó rất là tiện nhau nhá, và nó không bị hỏng giày, không bị phải đợi là nó khô, hoặc là các bác nhiều khi là
những cái đôi giày đắt tiền dính nước nó rất là nhanh hỏng, nhanh bong đấy, rất là tiếc. Thì các bác mua cho em cái chai này về đấy, một chai này là 300 ml. Lên mã em sẽ là cái chai giặt giày khô nhá, đấy chai giặt giày khô, nó là dạng giặt khô nhá, giặt khô, giặt giày khô này. Bên em đang bán, bữa trước đang bán là 100.000 một chai, hôm nay em cũng xả kho bán nhanh bác luôn, chỉ cần có 70k thôi, 70k cho một cái chai giặt giày khô này. Đấy, 70k một chai nhá, một chai là 300 ml. Chai này nó là dạng bọt nhá, dạng bọt đấy. Thì cái này rất là dễ dùng đấy, ví dụ như là đây là một đôi giày nhá, thì các bác cứ về các bác dùng cái chai này lắc đều, sau đó các bác xịt trực tiếp cái bọt này lên cho em đấy, xịt trực tiếp bọt lên và các bác ngâm cho em khoảng tầm vài phút đồng hồ để cho nó ngấm cái chất của nó vào đấy, nó tẩy sạch những vết ố đi. Sau đó các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm đấy, các bác đánh qua một lượt nhá, và các bác dùng cho em một miếng khăn nhá, một cái miếng khăn các bác lau lau sạch hết những cái bọt đi, thì nó sẽ cho các bác một cái đôi giày nó cực kỳ là sáng bóng đẹp trắng đấy, sạch sẽ không bị đất đai rồi là những cái vết ố bẩn đấy, vết ố vàng thứ trên giày của bác nhá, nói chung là cực kỳ sạch luôn đấy, dạng bọt này các bác nhìn này đấy, cứ để lâu một lúc bắt đầu là nó sẽ ngấm và nó sẽ tự động nó tan dần. Và các bác dùng cái bàn chải các bác chà một lượt đấy, chà qua một lượt, và các bác dùng cái khăn các bác lau sạch đi. Và khi mà các bác lau sạch đi là các bác có thể là đi được luôn đấy, các bác để lúc là bắt đầu là nó sẽ khô khao đi, cái là các bác có thể sử dụng đi được luôn, không mình không cần phải phơi khô nhà cũng các bác. Rất hay luôn đó. 70k nhá, 70k nay em xả kho cái sản phẩm ấy luôn, chai giặt giày khô nhá, 70k một chai này, một chai này là 300 ml. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây mình xịt giặt khô giày đã được rất nhiều các bạn tiktoker review, chuyện là mình thích đi giày trắng nhưng mà mỗi lần đi ra đường thì lại rất nhanh bẩn, mình nghe đâu là chai này vệ sinh giày rất là sạch, đã thế lại còn rất là mau khô nên mình mút ngay em nó để vệ sinh giày cho tiện lợi và đỡ tốn nhiều chi phí. Và đây là đôi giày trắng của mình sau khi đi làm về trong một buổi chiều mưa, trời ơi ta nói nó dơ banh xác luôn kìa. Cùng mình test thử xem em nó có làm sạch hiệu quả như review không nhé. Bước đầu tiên là mình sẽ xịt một lớp bọt lên đôi giày, sau đó chờ đợi 2 phút. Wow, nhìn bọt nó nở ra như kem luôn kìa mọi người. Bước hai là sử dụng một cái bàn chải để chà sạch những vết bẩn trên giày. Cái bọt này hay nha, chà tới đâu là nó tự tan tới đó kìa mọi người ơi. Và bước cuối cùng là sử dụng khăn để lau sạch lại đôi giày của mình. Thế là xong rồi, đôi giày của mình đã trắng sáng lại như ban đầu. Thật sự không nhận ra đây là đôi giày hồi nãy của mình nữa rồi. Trắng tinh tựa ngọc trinh luôn rồi mọi người ơi. Theo mình thấy thì em này rất là ok nha. Tuy không sạch bằng ở tiệm nhưng mà nó giúp cho chúng ta đỡ tốn nhiều chi phí và thời gian nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, test thực tế luôn. Đấy, về các bác cứ làm đúng như hướng dẫn em hướng dẫn nhá. Xịt một lượt lên này, sau đó các bác để nó ngấm một chút và các bác dùng cái bàn chải các bác cọ một lượt đi. Và các bác dùng cái khăn, đấy, khăn khô nha, các bác lau sạch hết cái bọt đi. Đấy là nó sẽ cho các bác một cái đôi giày cực kỳ là sạch, sáng, trắng luôn. Đấy, và các bác không cần phải đợi chờ là đợi nó khô hay như nào cả nhá, không cần phải đợi nó khô như nào cả, mình có thể là sử dụng được luôn đúng không nhá. Đấy, chai xịt giặt giày khô. Giá bên em đang xả kho thanh lý cho bác luôn. Giá chỉ còn có 70.000 thôi, 70k một chai các bác nhá, 70k một chai. Chai xịt giặt giày khô 70k một chai, một chai này là 300 ml nhá. Bộ lấy dái tai nhá, bộ lấy dái tai. Đấy em cũng báo giá luôn. Bữa trước đang bán là 30.000, hôm nay em xả luôn bác giá chỉ còn có 20.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ lấy dái tai nhá. Hôm nay xả luôn bác là có 20k này. 20k trong một cái bộ lấy dái tai này. Đấy 20k. Cái bộ lấy dái rất hay là nó đựng trong một cái chiếc hộp bằng bằng nhôm này này, một chiếc hộp bằng nhôm bóng nha. Đấy, một chiếc hộp bằng nhôm. Đấy, và bên trong thì nó sẽ gồm có là rất nhiều những cái phụ kiện để chuyên cho các bác lấy dái tai nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều chi tiết này. Từ to đến nhỏ này, đấy, to đến nhỏ luôn. Đấy, để các bác có thể xài lấy cho trẻ em người lớn này. Và đặc biệt là cái này này là nó bằng inox nhá, nó không bị gì ạ. Nó bằng inox nó không bị gì. Bình thường là các bác hay mua những cái dạng ở ngoài nó bằng sắt thép là nó rất là nhanh gỉ, nhưng còn này bằng inox nhá, nó không bị gỉ. Đây này. Đấy, và ở đây nó có những cái phần đầu lò xo này, cái này lấy rất là thích này. Đấy các bác này lấy rất là thích luôn. Rồi lại những cái đầu to đầu nhỏ này. Chuyên để các bác lấy dây tai nhá, chuyên để các bác lấy dây tai, và nó đựng trong một chiếc hũ rất là xinh như này. Thì các bác có thể là đeo vào làm móc chìa khóa này, móc đồ móc chìa khóa, hoặc là ví dụ như là đi chơi đi du lịch đi công tác thì mình vẫn có thể mang đi được này. Nó rất là nhỏ gọn này thôi. Đấy nó bằng một cái ngón tay rất là nhỏ gọn nhá. Đấy. Rồi là ví dụ bác nào mà muốn dùng riêng, không muốn dùng chung với ai, mình có thể mua cái bộ này về mình dùng riêng ra. Đấy, một mình một bộ. Đấy. 20k một bộ này có nhá. Lên mã em sẽ cái bộ lấy dây tai nhá. Đang gửi bác là 20k. 20.000 các bác nhá. 20.000 cho một cái bộ lấy dây tai này, 20.000 một bộ nhá. Giá nó rất là bình dân thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi cọ đen nhá. Đấy, cây chổi cọ đen. Cây này thì rất là hay luôn, về các bác dùng để vệ sinh. Đấy, bắt đầu là Tết nhất đến nơi rồi. Các bác về dùng để vệ sinh những cái ngóc ngách này, rồi là bàn ghế, rồi là những cái đồ vật trang trí thứ nhà mình. Đấy, cọ rửa nó sạch sẽ đi, rồi là nhà vệ sinh, nhà tắm, đấy những cái bồn rửa mặt, rồi là bồn rửa bát, bồn rửa chén rồi các bác mua về cọ. Đấy, nó chuyên để các bác luồn lách vào những cái phần ngóc ngách nhá.
nó rất là nhỏ nên là những cái phần ngóc ngách rồi nó rất là dễ dàng luồn vào nhé các bác nhé, rất là hay. Và đây những cái phần đầu chả này nó rất là nhiều lông và cái lông của nó rất là hay, nó mềm, vừa mềm nhưng lại không bị mềm quá, nhưng mà lại rất là đủ cái độ ma sát, độ cọ để cho nó cạo sạch những phần vết bẩn, những cái khe kẽ các bác cọ luồn lách vào này. Đấy, các bác cọ nó sạch sẽ đi rất hay luôn, những khe kẽ nó còn này luồn rất ok luôn. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái chổi đen nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách. Cái chổi này thì tại em đang bán với giá là 15k thôi. Đấy, lên mã em sẽ là cái chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen chuyên cho bác cọ ngóc ngách nhá. Giá đang bán cho bác là 15.000 một cây. Đấy, 15k một cây. Về các bác dùng để cọ ngóc ngách rất là thích luôn. Đây. Đấy, phần sống nó bằng kim loại này. Đấy, các bác dùng để cọ những cái phần ngóc ngách, luồn lách và những cái ngóc ngách dùng thích cực kỳ. Cán nó là bằng tay cầm bằng nhựa nhá, khá là êm. Đó, ok luôn. Lông bàn chả này, đấy lông bàn chả nó rất là dày nhá. Đấy, rất là dày nên các bác nó cọ rất là sạch luôn. Đấy, chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen, trộn cọ ngóc ngách nhá. Đang bán là 15k một cây này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ như phần ngóc ngách này, nó cọ rất là sạch luôn. Đó, thấy không? Đấy, đây không? Đây. Đấy. Các bác nhìn này nhá, bình thường những cái chổi to nhá, các bác không thể luồn được đâu, nhưng cái con này những cái ngóc ngách nhỏ là nó có thể là nó luồn vào được hết luôn. Nên là dùng thích cực kỳ. Đấy, thấy không? Những cái phần ngóc ngách này các bác nhìn này. Đấy, nó cọ vào rất là sạch luôn nhá. Đấy, thấy không? Quá sạch sẽ ngon này luôn. Đấy, dùng xong nó các bác lại rửa sạch sẽ treo lên cái là ok. Đây các bác cùng xem lại video này. Đấy, chổi cọ đen cọ ngóc ngách thôi nhá. Chổi cọ đen cọ ngóc ngách, giá đang bán một cây này là 15k một cây nhá. 15.000 một cây này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con túi da du lịch này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã này lắm thì đây. Mày tiếp tục về mã hàng túi da du lịch nhá. Quá chất lượng luôn. Túi thì cực kỳ to. Con này kích thước của nó sẽ là 50 nhá, 50 x 30. 50 x 30 nhân với lại 30 nhá. Đấy, chiều dài 50, chiều rộng 30 và chiều cao 30. Đấy, kích thước đấy. Còn là giá thì em báo luôn là 130.000 một chiếc đó nhá. Chỉ 130.000 thôi. Chất liệu da cực kỳ xịn sò này. Đấy, bóng đẹp rất ok luôn nhá. Ở phần tay sách này. Tay sách con này thì thực ra các bác sách thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, còn khoác thì cũng ok luôn. Khoác thì ở đây bên trong là nó sẽ có dây dợ đi kèm. Đấy thì về các bác cho cái dây này vào này. Đây nó có cái dây bên trong này. Đây. Đợi chú đem lấy cái dây. Đây nha, đây túi của nó đây. Đấy, khi mà các bác xách lên thì nhìn rất là ok luôn đấy. Đấy, xách lên nhìn rất là đẹp luôn này. Đây, túi cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này các bác có thể xách hoặc mình có thể đeo dây thì đây. Bên em sẽ có gửi kèm thêm các bác là dây bên trong thì về các bác có thể lấy cái dây bên trong. Thì về các bác có thể đeo chéo này hoặc là các bác xách. Xách thì nhìn con này nhìn nó sẽ chất hơn. Đó. Con này nó cũng rất hay là nó có một ngăn chính. Các bác nhá, ngăn chính thì cực kỳ to, các bác để rất là nhiều đồ. 5-7 bộ quần áo cho em thoải mái luôn. Ngăn cực kỳ to nhá, ngăn chính to lắm. Đấy, khóa kéo cực kỳ trơn tru nhá. Đây bên trong này, hai lớp luôn, bên ngoài lớp da, bên trong là một lớp chống nước luôn này. Đấy, một lớp chống nước luôn, hai lớp nhá. Đấy, đấy, bên trong cực kỳ là rộng luôn. Bên trong các bác để 5-7 bộ luôn. Một cái túi to này, một cái túi này nó đã là phải là dày bằng một bộ quần áo luôn này, em để chắc khoảng tầm 5-7 cái túi luôn. Rất là to. Bên ngoài thì nó có một cái ngăn rất hay, đó là cái ngăn đựng giày nhá. Đấy, ví dụ như các bác đi du lịch đi chơi mà các bác có một cái đôi giày mà nó bị bẩn ấy, mà các bác không muốn để chung với quần áo thì mình có thể cho vào trong cái ngăn này. Đấy, để các bác để riêng ra nhá. Đấy là cái ngăn này là cái ngăn để giày. Đấy, còn đây là những cái lỗ để các bác xỏ dây. Cái quai để các bác có thể xách nhá. Đấy, túi rất là đẹp luôn. Chất da thì nói chung là không gì phải bàn với cái chất da đâu. Đây các bác nhìn này, chất da này rất đẹp luôn nhá. Sáng bong luôn. Đấy. Hàng hãng các thứ giấy tờ đầy đủ luôn nhá. Đấy, tem mác ngon lành luôn. Đó, lên mã em sẽ là túi da du lịch nhá. Túi da du lịch. Bên em đang gửi bác một cái túi da du lịch này, giá chỉ có 130.000 thôi. Kích thước là 50 x 30 x 30. Đấy thì bữa trước bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn nhá. Đấy. Hàng nó rất đẹp mà giá nó rất là bình dân đấy các bác, cùng xem thực tế về sản phẩm này. Túi da thời trang đẹp, rẻ, đựng được nhiều đồ. Sắp tới mình có một cái chuyến du lịch ngắn ngày và mình cần một cái túi đựng hết được đống đồ này nhưng vẫn phải rẻ và đẹp thì đây chính là sự lựa chọn của mình. Đặc biệt là có cả một ngăn để giày dép rất là tiện lợi. Một cái túi đa dụng để được nhiều đồ và quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy các bác thấy không? Các bác có thể là xách này, các bác có thể chia đeo này, đeo chéo này. Các bác mang đi du lịch này để được rất là nhiều đồ luôn. Quần áo, giày dép rồi là đồ đạc phụ kiện của mình.
thoải mái luôn. Đấy, rồi là đi công tác, đi chơi. Đấy, mình mang đi rất là đẹp luôn. Nhìn nó sang trọng lịch sự. Đấy, quá đẹp luôn nhá. Thực tế đấy nhá, người mẫu đeo đấy, rất đẹp luôn. Đó, thực tế review sản phẩm nhá. Đó, thì lên mã em sẽ là túi du lịch nhá, túi da du lịch. 130.000 nhá, 130.000. Cái túi này thì em quay nhìn nó hơi ngọt nhạt thôi, chứ thực ra mà các bác để đồ vào nhìn nó căng lên nhìn nó đẹp lắm. Đấy, căng lên nhìn nó phồng phồng, nhìn nó đẹp dã man luôn. Đó, mà giá nó bình dân nó chỉ có 130.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được. Về các bác đựng đồ dùng để dịp Tết nhất này, mình đi lại này, rồi lại đi chơi, đi du lịch này, rất ok luôn. Giá nó hạt rẻ mà bình dân ok luôn, chất da thì không gì phải bàn về chất da rồi. Quá đẹp luôn à. Đấy, chất da rất đẹp luôn nhá. 130.000 cho một chiếc túi da du lịch nhá, 130.000. Chai xịt sơn inox thì bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, bán cực kỳ chạy luôn đúng không nhá. Cái này về để các bác chuẩn bị làm mới những cái dụng cụ đồ đạc các thứ trong nhà mình này. Đấy thì nó là chai xịt mạ inox nhá. Về các bác xịt nó mạ nhìn cái kiểu cái màu inox nhá. Đây, đấy, một chai này thì cái trọng lượng của nó là 180g và cái dung tích là 350ml. Đấy, xịt mạ inox nhá. Lên mã sẽ là chai xịt mạ inox thì cái chai rất dễ dùng thôi. Về thì các bác sử dụng các bác lắc đều lên nhá. Lắc thật đều lên. Sau đó các bác cứ thế các bác xịt vào những chỗ nào các bác cần xịt nhá. Những cái chỗ mà các bác cần xịt thì các bác để ý giúp em là các bác vệ sinh nó sạch sẽ đi. Đấy, như ví dụ những cái chỗ mà nó rỉ sét các thứ à, vệ sinh sạch sẽ đi để cho cái độ bám dính nó sẽ cao hơn nhá. Đấy, nó phát huy hết tối đa tác dụng của cái chai này. Lên mã em sẽ là cái chai xịt inox nhá, xịt mạ inox này. Xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox này với giá là 50k một chai thôi, chỉ có 50.000. Đấy, 50k cho một cái chai xịt mạ inox này. Đây các bác đợi chút để em test luôn cho bác cái sản phẩm đây. Cái chai này của em đang dùng đây. Đấy, cái chai này của em đang dùng em xịt rồi này. Đấy. Đây để em test cho bác coi nhá. Nó lên cái màu cực kỳ đẹp luôn, lên cái màu mạ inox nhìn nó sáng bóng nhìn đẹp lắm. Đấy, mà chỉ có 50.000 thôi. Đây này các ơi, đây là cái hôm bữa là em xịt hai cái vệt nhà em này, các bạn nhìn này, hai bên nhìn nó khác hẳn nhau nhá. Đây một bên chưa xịt này, nhìn nó xỉn xỉn này, bên nó xịt nhìn nó rất là bóng luôn này. Đây này, kể cả bên trên này thế này. Đây này, đó, đây em sẽ xịt cho bác thêm một cái lượt mới luôn nhá. Đấy, lượt đây. Xịt cho bác thêm một cái lượt mới này, đây này. Em sẽ xịt đây luôn nhá. Cái chỗ này em chưa vệ sinh nhá. Còn nếu mà về các bác xịt mà các bác vệ sinh nó sạch sẽ những cái xỉ hàn này cái tí kia. Đây, em xịt này. Đấy, đây không? Nhìn nó mới căng luôn nhá. Nhìn các bác nhìn nó mới căng luôn này, nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đây. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn này. Bình thường là bên này là nó không bóng ở đâu, nhưng bên này nhìn nó bóng hẳn lên luôn. Đấy, có thấy không? Nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đó, hai bên nhìn khác hẳn nhau này. Đấy, kể cả đây em quay cái chỗ nào em đang xịt này. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn, hai bên nhìn nó bóng hẳn luôn, rất hay nhá. Đó thì các bác lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Đó thì bên em đang bán là đi 350.000 à 50k nhá. Dung tích của nó là 350ml nhá, 50k một chai nha. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá. 40k một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Kéo gà Nhật thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Nhật này. Cây kéo gà Nhật này hiện tại em đang có giá là 130.000 một cây. Đấy, con này thì về các bác chuyên dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, sử dụng nhà bếp cho em. Nó là dòng thép SK5 nhá, không bị rỉ. Đó, vào đây. Nó có cả cái phần khóa hãm này. Đấy, lúc nào không dùng thì mình có thể hãm vào, còn không thì dùng các bác mở ra. Nó có lò xo đẩy trợ lực này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Dòng này thì cắt thì bao sắc bác luôn, cắt ngọt lắm, cắt cực kỳ ngọt. Đây. Cắt cho bác coi này. Ở đây không? Cắt rất ngọt luôn nhá. Cắt thì cứ bao cắt cho bác luôn. Con này các bác bao cắt bác luôn, cắt cực kỳ ok. Đấy, cắt
xương gà, xương giác các thứ, rồi các bác ngại dùng thớt thì các bác có thể mang cho em cái con này ra các bác xiến cho em. Đấy, không cần phải thớt thiết gì, cứ cầm con này mà nghiến rồi nhá. Cái phần tay cầm các bác nhìn này, nó thiết kế nó rất là đầm tay, nó vừa tay. Đấy, nó bo góc này, các bác cầm nó rất là vừa tay nhá. Đấy, và các bác cầm nó có lực hơn. Đấy, hàng của Japan, kéo gà Nhật nhá. Thì các bác lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Nhật. Bên em đang bán một cái cây kéo gà Nhật nha, với giá là 130.000 một cây nhá. Kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật 130k một cây nhá, 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác dùng sử dụng nhà bếp này. Đấy, chuẩn bị Tết đến nơi rồi. Các bác mua về dùng để cắt đồ, cắt thịt gà, thịt vịt, rồi cắt xương, cắt rau củ quả, sử dụng nhà bếp cho em cây này thì tuyệt cả vời mà siêu bền luôn. Đấy, nó rất là dày, cái thớ kéo rất là dày này. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình có thể là sử dụng được rất nhiều chức năng, ví dụ như chức năng đánh vảy cá này, các bác nhìn cái phần răng cưa này, các bác có thể là dùng để đánh vảy cá này. Rồi ở đây nó có một chức năng rất hay, đó là cái chức năng kẹp càng cua càng ghẹ, rồi kẹp hạt này. Ví dụ như là những cái càng cua càng ghẹ là các bác cứ phải dùng để đập các thứ ra thì các bác cho đây, các bác kẹp cho trực tiếp vào đây, các bác kẹp chưa? Đấy, cho trực tiếp các bác kẹp nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là những cái quả nó rắn, ví dụ như quả óc chó rồi các bác cho đây, các bác kẹp này, vỡ luôn nhá, ngon lành luôn đấy, chắc chắn lắm. 130.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ được hỏi là cây kéo gà Nhật nhá, 130.000 cho một cây kéo gà Nhật này. Hàng bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Đấy, hàng mà không dùng được bên em cho bác trả lại luôn. Con này nói chung là quá ok rồi, xịn mà chất lượng dùng ok lắm. Đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy, giá hiện tại em đang bán một chiếc mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ này với giá là 100.000 nhá, 100.000. Đấy, nhiều bác hỏi quá thì cái mã mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ mã cũ nó đang hết rồi. Đấy, nó về được cái mã này, mã mới, hàng rất là ok luôn. Hàng của Nhật cô nhá. Đây, Japan này, ở Japan. 100.000 một cây này cô nhá, 100.000 một cây cây mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ này. Con này thì các bác điều chỉnh nhiệt độ được từ là 200 nhá, từ 200 cho đến là 450 độ C nhá, 200 là tối thiểu và tối đa. Các bác đẩy lên được là 450 độ C thì nó có cái vòng chiết áp ở đây này. Thì các bác điều chỉnh bằng việc là các bác xoay cái núm này. Đấy, hàng của thương hiệu là Hiboshi này, đấy, Hiboshi. Con này sử dụng nguồn là nguồn 220 và công suất của nó sẽ là 60W nhá. Đây, phần đầu mỏ hàn này, đó rất ok, hàng rất là chắc chắn. Nóng nhanh nhá, nóng rất nhanh luôn. Con này dùng ok lắm. Hàng hãng luôn nhá, hàng hãng nguyên hộp luôn. Đó, 100.000 một cây này nhá, 100.000 cho một cái cây mò hàn điều chỉnh độ này. Đấy, 100.000 một cây. Đấy, bác nào mà thích cái sản phẩm này thì muốn chốt thì cứ liên hệ trực tiếp nhá. Số em đang để trên màn hình đây. Đấy, gọi điện để em tư vấn và chốt được nào. Rồi, ngoài ra thì đợt này bên em có về thêm thiếc cũng như là nhựa thông. Đấy. Rất nhiều bác hỏi cái mã đó là cái mã nhựa thông nhá, mã nhựa thông. Thì đây hôm nay bên shop về thêm cho bác cái mã nhựa thông này. Nhựa thông này thì hiện tại em đang bán cho các bác một cái hộp nhựa thông nhỏ nhỏ nha. Giá nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10k nhá, 10k cho một cái hộp nhựa thông nhá, 10k một hộp nhựa thông nha. Nhựa thông xịn luôn đấy. Đấy, 10.000 một hộp nhựa thông nha, về các bác dùng thoải mái, hàn thoải mái luôn. Đấy, bác nào mà hàn gia đình với dùng ít là thì thoải mái, chắc vài ba năm hết một hộp này luôn. Đấy, một hộp nhỏ nhỏ như này là 10.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là nhựa thông nhá. Đấy, nhựa thông thì đang bán là 10k cho một cái hộp nhựa thông này. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm thiếc nữa thì bên em có kèm thêm thiếc luôn. Thiếc thì bên em đang bán một cuộn nó nhầy là 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Cuộn này khá là to đấy. Đấy, to, cuộn to ok luôn. Cuộn thiếc này thì là 20k nhá, cuộn thiếc thì là 20k. Còn nhựa thông thì bên em đang bán một cái cục nhựa thông này là 10k này. Đấy, một cục nhựa thông này là 10k. Và còn mỏ hàn thì đang bán là 100.000 cho một cái cây mỏ hàn nha. Đấy, 100.000 một cây. Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Nhớ mã giúp em sẽ là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ là 100.000. Đấy, còn nhựa thông thì là 10.000, thiếc 20.000. Đó, thì các bác có thể mua kèm cùng thiếc và nhựa thông. Ngoài ra thì đây về tiếp cho bác cái mã đó là cái kìm xanh nhá, lên mã em sẽ là kìm xanh. Đấy là cái cây kìm cắt chân linh kiện này. Đấy, vẫn bình ổn giá bác luôn là 30.000 một cây nhá. 30k cho một cây kìm xanh cắt chân linh kiện này. Cái cây kìm này chuyên để về các bác cắt những cái chân linh kiện, những cái dạng chân nhỏ nhỏ, ví dụ như là chân dây điện, rồi là những cái chân linh kiện, chân hàn linh kiện nhỏ thì các bác dùng cái cây kìm này các bác lách vào các bác cắt này. Đấy, cắt rất là ngọt, con này cắt ok lắm. Đây này. Để em cắt thử cho bác coi, cắt cực kỳ ngọt luôn. Đấy, cắt rất là ngọt như đây. Em bấm cho bác này. Đấy, bấm rất là ngọt nha, con này bấm ngọt lắm. Đó. Dùng ok lắm, các bác chuyên để các bác cắt những cái chân linh kiện nhá. Đấy, cắt những cái chân linh kiện, cắt rất là ngọt luôn. Đó đây, bấm rất là ok luôn nhá. 30.000 nhá, 30.000 lên mã em sẽ là cái kìm cắt chân linh kiện nhá. Kìm cắt chân linh kiện. Đang gửi bác là 30.000 cho một cây kìm cắt chân linh kiện nha. Gửi đến các bác luôn đó là cái mã cái cây hút thiếc này. Đấy, bác nào cũng chuyên hàn thiếc thì chắc là biết cái cây này rồi, đó là cái cây hút thiếc nhá. Cây hút thiếc đây.
cái thiếc cây này dùng chuyên để các bác vệ sinh những cái mối hàn cho nó sạch. Để các bác mua cho em cái cây này về, nó chuyên hút những cái thiếc thừa thứ rồi ở những cái mối hàn đấy, hút cho nó sạch mối hàn. Để các bác mua cho em cái này về. Đấy, con này rất là dễ dùng, lúc nào bắt đầu các bác muốn hút thì các bác ấn này xuống này. Đấy, như kiểu cái bơm ấn xuống nhá, nó sập vào lẫy, và lúc nào mà các bác muốn hút thì các bác bấm vào đây này, bấm vào đây đó là nó sẽ bật lên, là nó sẽ cái lực hút nó sẽ hút lên kiểu cái bơm ấy nhá. Đấy, nó gọi là cái cây hút thiếc. Đấy, lực hút rất là mạnh luôn. Hàng này hàng hãng nhá, hàng bãi hàng hãng, hàng là của thương hiệu Kuntech này, mới keng nguyên 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 đai nguyên kiện luôn nhá, mới keng nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, rất ok. Lên mã em sẽ là cái cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc. Cây hút thiếc này. Hút thiếc này thì đang ở bác giá thì cũng bình dân thôi, chỉ có 40.000 một cây nhá. 40k cho một cây hút thiếc này. Đấy, 40.000 một cây. Đấy, lực hút rất là mạnh luôn, các bác nghe tiếng là thấy như kiểu súng hơi luôn nhá. Đó, nó hút rất là mạnh. Đó, 40k. Một cái cây hút thiếc, cái cây chuyên để vệ sinh chân mối hàn thiếc thiếc các thứ rồi, thiếc thừa rồi. Đó. Rồi ngoài ra thì có luôn cho bác đó là cái này là cái nhíp này, cái nhíp kẹp. Em về với ít cái mã nhíp kẹp này. Nó cái nhíp kẹp này rất là hay. Đấy, về bác nào dùng để gắp những cái đồ nhỏ nhỏ li ti nhá. Cái này kể cả những cái sợi tóc, cái này nó cũng gắp được luôn. Đó. Em bán một cái nhíp kẹp này là 15.000 một cái nhá. 15.000 một cái. Nó có bên ngoài nó có sơn sơn tĩnh điện này. Đấy, sơn tĩnh điện, còn đây là phần đầu này. Đấy, phần đầu của nó ấy nhá. Nó rất là nhỏ này, ví dụ như những cái phần nhỏ nhỏ như là móng tay này, rồi là những cái phần chân linh kiện là nó vẫn có thể lắp được. Đây này, đây để em lấy cái mảnh mảnh này. Đây các bạn nhìn kỹ này. Đây là những cái mảnh nhỏ là nó có thể gắp ok luôn này. Đấy, ví dụ các bác làm nghề rồi, những cái đồ linh kiện nhỏ rồi là các bác vẫn có thể gắp được con này luôn. Nó gọi là cái cây nhíp kẹp nhá. Đấy, nhíp kẹp. Đó, con này chiều dài thì nó rơi khoảng tầm là gần 20 cm, nó rơi khoảng tầm 18-19 cm nhá. Đấy, và cái đầu nó rất là nhỏ, những cái chi tiết nhỏ ví dụ như đây, ví dụ như cái da thừa của em này. Đấy, nó gắp ok luôn này. Đấy. Thế là các bác yên tâm là những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như cái đồ chân linh kiện phụ kiện nó nhỏ nhỏ xíu như ốc vít cái thứ là các bác vẫn có thể gắp ok luôn này. Đấy, gắp ok luôn nhá. Cái phần đầu nó này nó rất là dễ gắp nhá. Đấy, thiết kế rất là dễ gắp luôn. Đấy, bên ngoài này có sơn tĩnh điện. Cái này là cái nhíp kẹp nhá. Thì các bác cứ lên mã anh em sẽ cái nhíp kẹp, thì đang bán cho bác một cái cây nhíp kẹp nha. Giá là 15.000 một cây nhá, 15.000 một cây. Đấy, 15k một cái cây nhíp kẹp này. Về để các bác kẹp linh kiện, rồi là các bác kẹp những cái đồ nhỏ nhỏ lặt vặt, hoặc là các bác thậm chí là có thể kẹp được cả sợi tóc luôn. Nó nhỏ như sợi tóc, con này vẫn có thể kẹp luôn này. Nhíp kẹp đang bán là 15k một chiếc nhá. Rồi, ngoài ra thì bên em có bán đợt này nó về nhiều bác hỏi cái mã pin pin này này. Nhiều bác hỏi cái mã pin nhỏ nhỏ này. Cái pin này nó là cái pin 23A nhá, 12V. Cái pin này thì chuyên để cho các bác lắp vào ví dụ như là cho remote, dùng cho remote điều khiển từ xa này, hoặc là điều khiển cửa cuốn này. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này với giá là 10.000 nhá. 10.000 một viên nhá. Đây này. Chắc là nhiều bác mua cái bộ remote này anh em, cái bộ điều khiển này anh em này, mà nhiều bác hỏi là có pin bán kèm không. Đấy, thì bữa trước là nó không có hàng đâu, thì hôm nay nó về cái mã này cũng rất là hay. Đây thì em lấy cho bác coi. Đây là bình thường là ở những cái bộ điều khiển từ xa là nó hay có cái điều khiển như này này, nó hay có cái điều khiển như này, và các bác tháo cho cái phần chân ra là các bác nhìn thấy cái điều khiển nó luôn này. Đây này, đấy viên pin này này. Đấy, thì nhiều bác là bảo là tôi dùng cái điều khiển này hiện tại nó bị hết pin mà bây giờ không có pin thay, thì đây bên em có bán cho bác luôn nhá. Thì đang bán cho bác là một viên này là 10.000 nhá, một viên là 10.000. Đấy, pin pin 23 nhá, 12V. Đấy, chuyên dùng cho lắp cho remote điều khiển từ xa, hoặc là những cái thiết bị như là điều khiển cửa cuốn nhá, điều khiển cửa cuốn. Cái pin này nói chung là thị trường thì nó cũng khá là dị và nhiều lúc khá là hiếm hàng đấy. Đấy, thì về cái lô pin này nó chắc khoảng tầm vài chục viên thôi, thì bác nào tranh thủ mà những cái điều khiển nhà mình nó hết pin thì các bác có thể mua thôi nhá, có thể mua. Thì đang bán là một cái pin pin các bác cứ lên mã em sẽ là cái pin 23A 12V nhá. Đấy, pin 23 pin 23A 12V. Đấy, chuyên dùng cho remote hoặc là điều khiển cửa cuốn. Đó, thì đang bán một viên pin 12V 23 như này với giá là 10.000 nhá. 10.000 cho một cái viên pin remote 12 23, 12V 23A các bác nhá. Đấy. Đó, đây. Nó rất là nhỏ này thôi. Đấy, nhưng mà nhiều khi là nhiều bác mua cái bộ điều khiển em là các bác đang dùng bị hết pin ấy, thì các bác có thể mua về để thay các bác nhá. Đấy, thì là cái bộ điều khiển từ xa là nó dùng cái pin này này. Đó. Rồi em qua những cái mã hàng tiếp theo nhá. Nhiều hôm nay nhiều những cái mã hàng mới lắm, giá tốt mà dùng ok. Gen con nhiệt đây. Gen con nhiệt thì giá nó bình dân thôi. Đấy, bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi nhá. 5 cái sợi gen con nhiệt thì nó sẽ có kích cỡ là
1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly và to nhất là 5 ly. Đấy, và bên em sẽ bán nó combo là 5 ống ghen con nhiệt. Thực ra thì nó là 5 sợi nhá, 5 sợi. 5 sợi 5 sợi ống ghen con nhiệt. Đấy, 5 sợi. 5 sợi này với giá là 10.000 nhá, 10.000 thôi. Đấy thì sẽ bán nó combo 5 sợi một nha. Đấy thì nó sẽ có là các cỡ từ nhỏ nhất này là 1 ly này. 1 ly này rồi là 2 ly này. 2 ly. 3 ly này. Đây 3 ly nó to một chút này. Rồi là 4 ly. Đấy 4 ly và to nhất là 5 ly nhá, to nhất là 5 ly. Đấy thì bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi một thì đây. Đây em sẽ rút cho bác 5 sợi một này. 2 sợi này. 3 sợi này. 4 sợi này. 5 sợi này. Đấy, bên em sẽ bán cho là các bác là 5 sợi này là 10.000 này. 5 sợi này thì về view các bác dùng thoải mái luôn. Đấy 5 sợi là nó vào là đi hơn 3 mét các bác nhá, hơn 3 mét đấy. Nếu mà 5 sợi tính vào là hơn 3 mét vì nó một cái sợi này rơi vào khoảng tầm 60 phân. Đấy, dài chiều dài là rơi khoảng tầm 60 phân. Thì 5 sợi nha. Thì sẽ có giá là 10.000. Đi về để dùng để các bác dùng để ví dụ như là những cái dây điện này mình ấy nó hở những cái chỗ mà các bác không dùng cuốn băng keo được thì các bác cho em cái ống ghen con nhiệt này vào. Xong là các bác dùng lửa các bác hơ nhá. Đấy dùng những cái đầu khò các bác hơ. Khi mà con nhiệt nó tác động vào cái ống ghen này thì tự động là cái ống ghen nó sẽ co vào nhá, nó sẽ co vào. Đấy nó sẽ co vào các bác nhá, nên là dùng rất là hay. Các bác dùng để bảo vệ những cái mối nối dây điện là nó không bị hở các thứ ra. Đấy ok luôn. Combo 5 sợi ống ghen con nhiệt nhá. Đấy combo 5 sợi ống ghen con nhiệt từ to đến nhỏ thì sẽ là 10.000 nhá, 10.000. Đấy, nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy bán gọi là bán giao lưu cho bác thôi chứ thực ra cái này hàng này bên em là không có lãi đâu. Đấy. Combo 5 ống ghen con nhiệt 5 sợi ống ghen con nhiệt là 1 2 3 4 5 mm là 10.000 nhá, 10.000 cho một cái combo 5 sợi này. Chỉ có 10.000 thôi này. Đấy, về các bác dùng. Dùng nói chung là dùng gia đình anh nhá, thợ thuyền dùng ok luôn. Đấy, 5 sợi 5 kích cỡ khác nhau. Đấy, về như sợi to thì cho vào dây to, sợi nhỏ cho vào dây nhỏ và khi mà có nhiệt nó tác động vào thì cái ghen này nó sẽ co vào như kiểu là các bác cuốn băng keo, nhưng mà đôi khi cái này dùng nó tiện hơn băng keo nhiều. Băng keo là các bác cứ phải cuốn trước, là như con này là các bác chỉ việc là xỏ vào sau đó các bác dùng nhiệt. Các bác hơ là tự động là nó sẽ co vào thôi, dùng hay lắm. Đấy, ghen co nhiệt nhá. Combo 5 ống ghen co nhiệt là 10.000 đúng nhá, 10.000. Đấy đây. Combo 5 sợi là 10.000 đúng nhá. Sau thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổ trần nhà. Đấy hôm nay em cũng xả kho thanh lý luôn cái sản phẩm này luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 80.000. Hôm nay em xả luôn cho bác giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k lên mã thì em sẽ là chổi trần nhà nhá. Chổi trần nhà. Đấy, chổi trần nhà. 50.000 cho một cây chổi trần nhà nha. Đây em lấy cho bác coi. Nguyên hộp này. Đấy. Nó sẽ gồm có là một cái cần này và một cái đầu chổi nhá để về các bác quét dọn. Đấy, quét dọn nhà cửa đang bắt đầu dịp Tết rồi. Đấy các bác quét dọn màng nhện màng nhiếc các thứ này. Trần nhà nhiếc ok, những cái chỗ nào ở trên cao nhá thì các bác mua cây về cho. Nó sẽ gồm có một cái đầu lông xù này và đi kèm là một cái thanh cây gậy nhá. Cái cây gậy rất là hay. Đấy, đi về các bác lắp đặt, các bác xoáy vào. Ở đây nó là cái dạng gen xoáy này. Đấy các bác mở ra nhá. Sau đó các bác lắp nó vào, gen xoáy xoáy chặt nó vào. Sau đó các bác muốn dùng tầm cỡ nào thì các bác rút nó lên. Đấy, tầm nào các bác rút lên tầm đấy. Con này rút tối đa nó khôi rơi khoảng tầm gần 3 mét nhá, gần 3 mét khá là dài. Đấy, dài lắm. Đây này, đây các bác nhìn em ấy này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Như kiểu là một cái cây xào luôn. Đấy và lúc nào dùng xong thì các bác có thể thu nó gọn vào được. Đấy thu rất là gọn gàng nhá. Đấy thu gọn vào và cái phần đầu này các bác có thể bẻ này. Đấy phần đầu có thể bẻ, ví dụ như những cái chỗ nào có ngóc ngách các bác bẻ này, các bác luồn lách vào các bác quét nhá. Rất ok luôn. Đấy cây chổi quét trần nhà nó đang xả kho thanh lý cho bác chỉ có 50.000 một cây thôi. Mọi gia đình đây các bác ơi. Đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy nó kéo dài nhá. Đấy, quét. Đầu chổi có thể uốn cong và bông lau mềm dễ hút bụi, nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch sẽ mà đơn giản hơn nhé. Một cây chổi quét bụi trần thông minh có thể kéo dài như thế này chắc chắn sẽ rất cần thiết cho mọi gia đình. Đầu chổi có thể uốn cong và bông lau mềm dễ hút bụi, nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch đó, sẽ mà lúc nào mà dùng xong mình có thể thu gọn vào và lúc nào mà dùng thì các bác kéo nó ra. Con này nó chiều dài kéo ra phải khoảng tầm gần 3 mét, tầm 2m7, 2m8 nhá, khá là dài luôn. Nói chung là quét vào trần nhà này. Còn nếu mà các bác không muốn thành cái chổi trần nhà thì các bác thu gọn vào thì thay một chiếc chổi lông xù, ví dụ như các bác phải đồ những cái đồ dễ thấp này. Đấy phải bàn ghế sofa thứ là ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, chổi lông xù và cái phần đầu có thể bẻ uốn cong các kiểu này. Giá thì đợt này đang giảm giá xả kho để các bác dễ mua trong dịp Tết luôn, chỉ có 50.000 thôi.
50k nhá, 50k cho một chiếc cây chổi trần nhà này. Đấy, cây chổi nhà 50k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bàn chải vàng 8 cây này. Bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 50.000. Lên mã em sẽ cái hộp bàn chải vàng nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, 8 cây. Bữa trước đang bán là 50.000, hôm nay em xả kho bán nhanh bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. 30.000 các bạn nhá, 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây luôn. Đấy, 8 cây mà nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán ra xá là các bác mua một cây đã rơi còn là 10-15.000. Đây bên em bán là 8 cây chỉ có 30.000 mà cái hai rất là hay là nó sẽ gồm có là một đầu bàn chải đi kèm bên dưới này, sẽ là một cái đầu cạo lưỡi nhá, một cái đầu cạo lưỡi rất hay luôn. Đấy, vừa là vệ sinh răng miệng vừa vệ sinh lưỡi luôn, quá ok. Lông bàn chải rất là mềm nhá, cái này dùng được cho trẻ em người lớn dùng hết luôn. Đấy, đây. Đấy, lông rất là mềm. Đó, lông cực kỳ mềm này. Bên dưới là cái phần đầu cạo lưỡi kiểu dạng đầu silicone cũng rất là mềm luôn, các bác dùng để vệ sinh lưỡi nhá. Đấy, tay cầm có phần bọc cao su chống trượt, khá ok luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây mà giá nó bình dân chỉ có 30.000 thôi nhá. Hôm nay em xả luôn, bán nhanh bác cho cái lô bàn chải vàng luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái ổ điện U4 này, ổ điện U4 hàng của Apple, iPhone 13 Pro Max này, hàng của Apple nhá. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ ổ điện U4. Cái này thì em bữa trước đang bán là 90.000. Hôm nay xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k cho một cái ổ điện U4 nhá. Đấy, 70k một chiếc ổ điện U4 này, hàng Apple. Rất là xịn sò con này nha. Đây. Cái ổ điện sẽ gồm những cái cổng chân cắm tai xi rất là ok. Đấy, rồi là cả cái chân cổng USB. Ở đây nó là cái nguồn vào nhá, nguồn vào của nó sẽ các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 và ra đầu ra của nó sẽ gồm có là hai cổng BD. Hai cổng BD tức là hai cổng tai xi đấy. Đấy và hai cái cổng USB. Đấy, ví dụ là về các bác dùng để cắm sạc điện thoại này, rồi là bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó dùng những cái cổng tai xi này. Đấy, các bác kiếm rất là khó, đấy các bác mua cho em cái ổ này về rất ok luôn. Đấy, gồm một nguồn vào 220 và nó xuất ra sẽ được là hai cổng USB nhá và hai cổng tai xi. Đấy, hàng của Apple, logo táo cắn dở này. Đấy. Cắm trực tiếp nguồn 220 là sạc. Đấy, U4 nhá, U4 90.000. Đang giảm giá cho các bác là chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000. Lên mã em sẽ là ổ điện U4 nhá. Bao gồm là 4 cổng ra nhá, 2 cổng USB và 2 cổng chân tai xi nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái mã dây sạc 3 đầu. Đấy, dây sạc 3 đầu nhá. Đấy, đi về nếu mà các bác dùng, các bác có thể là dùng cái dây này các bác cắm vào đây nhá, cắm luôn với cái ổ này. Đấy, để các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cắm luôn với cái ổ này. Để các bác sạc cho điện thoại nhá. Cắm sạc cho điện thoại này rồi là các thứ những cái thiết bị nhà mình. Con này thì các bác có thể sạc hầu như tất cả các loại điện thoại bây giờ luôn. Đấy, ví dụ như là Samsung này, iPhone này, đấy, iPhone này các bác nhá, iPhone này, rồi là Samsung đời mới này, Samsung đời cũ này, chân này chân Type C này, chân này chân Lightning này, chân này chân Micro USB này. Con này thì nó là dòng dây sạc 3 đầu nhá, dây sạc 3 đầu. Đấy thì bên ngoài đều được bọc silicone này, chống gập chống gãy nhá. Con này các bác dùng thì siêu bền luôn, dùng khoảng tầm vài 3 năm rồi là thậm chí 5 năm thoải mái cho em luôn một cái dây sạc này. Đấy, dùng cả 5 năm giờ luôn, dùng rất bền nhá. Đây các bác nhìn này, cái phần silicone nó rất là dẻo nhá. Đấy, chống gập chống gãy rất là tốt luôn. Đấy, nó nói chung là bây giờ hầu như bây giờ nó hướng đến cái sự bền bỉ các nhá, bền bỉ và tiện lợi nhá. Đấy thì cái dây sạc cam 3 đầu nhá thì giá hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 4.000 giây nhá, 4.000 giây. Đó thì các bác có thể mua. Đây mã em sẽ cái dây sạc cam, đấy dây sạc cam 3 đầu. Đang gửi bác là 40k nhá, 40k trong cái dây sạc 3 đầu nhá, 40.000. Còn cái ổ điện U4 nhá, đang bán cho bác là 70.000 nhá. Đây, ổ điện U4 này, 70.000 một cái này. Đấy, còn cái dây sạc cam 3 đầu thì đang bán là 40.000 nhá. Đấy, các bác có thể lấy được cả bộ này về mình xài luôn được. Hoặc các bác có thể lấy lẻ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con áo mưa Honda. Hàng này của nó là hàng tặng nhá, hàng tặng của công ty. Đấy thì em ôm lô thanh lý được cái mã hàng này cũng rất ok nhá. Nó là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa một người thôi, áo mưa choàng. Đấy, áo mưa Honda nhá, cứ lên mã em sẽ là áo mưa Honda. Em bán giá bình dân thôi, 30.000 một chiếc nhá, 30k thôi. Đấy, bình dân. Các bác để trong cốp xe lúc nào mà mưa gió cái mình có cái mình lôi luôn. Nó là dạng áo mưa choàng nhá. Đấy, choàng từ trước đằng sau. Có phần tay áo thứ ở đây các bác cùng xem hình ảnh về sản phẩm này đây. Đấy, khi mà choàng lên nó sẽ như này nhá. Đấy, che nói chung là che khá là kín rồi. Đấy, che khá là kín người luôn. Đấy. Đây. Đó, ok luôn nhau nhá. Giày rất chắc chắn lắm. Đấy, dòng áo mưa của Honda, hàng này là hàng tặng của công ty Honda nhá, thì ôm đô thanh lý được cái lô này. Giá bình dân bán cho bác dễ mua, hàng hãng đàng hoàng ngon này luôn nhá.
áo mưa Honda đang gửi bác là 30.000 một chiếc nhá, 30k một chiếc nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này thì em vẫn đang bình ổn giá để các bác dễ mua luôn. Đuôi đèn lò xo, đuôi đèn lò xo nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi, 30k cho một cái đuôi đèn lò xo nha. Dùng rất là hay này. Đây. Nó là một chiếc đuôi thiết kế là nó có kèm cả phích ở đây luôn. Ở phần đuôi này thì sẽ là có cái công tắc tích hợp ở đây. Đấy, tức là về các bác lắp bóng của các bác vào đây nhá, lắp cái bóng vào đây, bóng của nó, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy E27 nhá. Đấy, các bác lắp bóng vào đây nhá, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này. Đấy, mỗi lần mà các bác dùng thì các bác không phải rút ra cắm vào nhiều, mà các bác chỉ việc là bật công tắc ở đây là đèn nó sẽ sáng hoặc là tắt đi, tùy nhu cầu các bác bật công tắc nhá. Và cái phần lò xo này thì các bác có thể bẻ điều chỉnh các hướng này. Đấy, điều chỉnh các hướng này. Cái này nó gần như là một cái đuôi mà nó như kiểu là những cái dạng đuôi đuôi kiểu dạng đuôi di động nhá. Đấy, mình có thể là mang đi mọi chỗ mọi nơi, hoặc là các bác để những cái chỗ nào nó phù hợp mình cần dùng. Đấy, không cần phải dây dạ lằng nhằng gì. Về lắp quả bóng vào đây, cắm vào nguồn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, nó quá là tiện lợi. Đấy, quá ok luôn. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 30.000 thôi. Lên mã sẽ là đuôi đèn lò xo nhá. Đấy, đuôi đèn lò xo đang gửi bác là 30.000, có thay của cái sản phẩm này là nó tích hợp cái công tắc đây này, nó rất là tiện luôn, lúc nào dùng thì mình tắt đi, không dùng thì mình bật lên. Đấy, rất ok. 30k nhá, 30k cho một chiếc đuôi đèn lò xo. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái tấm cọ lưng này, cái tấm cọ lưng bằng silicon nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều. Giá nó cũng hạt rẻ, nó có 30.000 thôi. Đấy, bác nào sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng này thì các bác mua ngay cho em cái tấm này về. Đấy, đây em báo giá luôn. Thì các bác cứ lên mã em sẽ là tấm cọ lưng nhá. Đấy, tấm cọ lưng. Tấm cọ lưng silicon đang gửi bác là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm nhá, chỉ có 30.000 thôi. Đây, đó là một cái tấm này nhá. Đấy, ở cái phần đằng sau mặt của nó thì là cái những cái miếng hít thì các bác có thể ấn vào cái phần mặt kính hoặc là những cái phần mặt tường đá hoa trong nhà tắm nhà mình để nó dính lên. Đấy, còn đằng sau thì là những cái gai này công dụng của nó là vừa massage thư giãn này, vừa kỳ cọ này, tẩy hết những cái phần ghét bẩn ở trên lưng rồi là trên người ngậm các bác rồi. Đấy, thì con này thì các bác có thể sử dụng dùng kỳ cọt massage ok luôn. Đây, các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra sờ thích cực luôn. Đấy, cái này em nghiện luôn, mỗi lần em cũng buồn em ra em sờ này thích lắm. Đấy, nó massage thích cực kỳ đó. Tấm cọ lưng nhá các bác nhá, tấm cọ lưng silicone. Đấy, rất nhiều những cái gai này là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm. Đấy, 30k cho một cái tấm cọ lưng silicone dùng rất ok. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây, đấy, cái này thì các bác có thể kỳ cọ chân tay này. Đấy, kỳ lưng, đặc biệt là kỳ lưng nhá, lưng nó rất là khó kỳ. Đấy, các bác dán lên tường này, kỳ tay này, kỳ bàn tay này, kỳ lòng bàn chân này, các kiểu luôn. Đấy, cho xà phòng vào các bác kỳ nhá, dùng xong là các bác lại có thể đeo lên, hoặc là các bác rửa xong các bác đeo lên. Đấy, là khô ráo ngon này luôn, mà mình lại dùng tiếp. Đấy, tấm cọ lưng nhá, dùng để kỳ cọ lưng rồi là chân tay ngửa ngậm, vừa kỳ cọ vừa massage rất ok, thư giãn ok luôn. Đấy, 30k một tấm nhá, 30k cho một cái tấm cọ lưng này, 30k một tấm rồi. Đấy, tấm cọ lưng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây hút thiếc này. Lên mã em sẽ là cái cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc. Cây này thì bán cũng rất là nhiều. Đấy, chuyên dùng cho anh em thợ thuyền sửa chữa điện tử rồi. Đấy, các bác hay phải hút thiếc các thứ, là hút những cái chân thiếc ra cho nó sạch ấy, thì các bác mua cho em cây này về. Cái con này nguyên lý động rất là dễ xài thôi. Đấy, các bác chỉ việc ấn xuống này. Đấy, là sẽ khớp vào. Và lúc nào các bác cần hút thì các bác dí vào cái phần mối các bác cần hút này, ấn một cái, đấy, là nó sẽ hút lên nhá, hút sạch những cái phần thiếc mối hàn, nó sạch bong cái mũi chân hàn luôn. Đấy, con này lực hút rất là khỏe nhá. Đây, đây em dí tay này. Đấy, đây này, nó hít rất là chặt nhá. Đấy, thả ra bắt đầu nó mới bật ra này. Nó hít, cái lực hít của nó rất là khỏe luôn. Đấy, thấy không? Lực hít rất là khỏe nhá. Đấy. Tấm cái này là cái cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc. Vật bên ngoài thì nó toàn bộ bằng thân nhôm. Đấy, cái phần ti nó thì bật khá là khỏe, cũng như là cái lực hút rất là khỏe luôn. Đấy, rất là mạnh. Đó, đây. 40k nhá, 40k cho một cây hút thiếc này, 40.000 cây. Hàng này hàng hãng nhá, hàng bãi hãng luôn đấy. Con này hãng của nó là Kunzex này, đấy Kunzex. Đó. Lên mã em sẽ là cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc. Cây hút thiếc này thì đang bán bác giá sẽ là 40k. Đấy, 40k cho một cây hút thiếc này, chỉ 40.000 thôi. Đấy. Hiện tại thì bên em vẫn đang có chương trình giảm giá nhá, giảm giá, hầu như là các sản phẩm bên em đều đang được giảm giá hết luôn đấy. Đấy thì các bác cứ chú ý đón xem theo dõi cái những video mới nhất bên em. Đấy, hầu như là video mới đợt này bên em là hầu như đang có chương trình giảm giá ưu đãi hết luôn. Đấy, sản phẩm các bác cứ xem những video cũ ấy, sản phẩm hầu như bên em đang giảm giá.
tất tốt luôn đấy, để các bác cố gắng xem hết video nhá, cập nhật lại những mức giá mới cũng như là xem những cái món nào đấy phù hợp vừa túi tiền mình thì mình xúc xà bần thôi. Đấy rồi, em sẽ qua đến mã hàng tiếp theo. Đầu tiên đó là cái con chảo Nhật cũng nhá, chảo Nhật chảo tổ ong, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là chảo tổ ong đi, em báo giá luôn. Chảo chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong cái này thì đường kính của nó sẽ là 28 cm. Em báo giá luôn, bữa trước đang bán là 250.000, hôm nay em về cho bác một mức giá rất dễ mua luôn, giá sẽ là 180.000 một cây nhá, 180.000 một cây. Cái chảo này nó có cả cái nắp đậy luôn đấy, có chống dính, có cả nắp đậy đầy đủ đi kèm luôn. Thì đây hàng mới keng xe beng nguyên hộp này đấy, con này đi em bán cực kỳ nhiều rồi, các bác dùng rất là khen luôn vì dùng chống dính rất là ngon đấy, cũng như là nó nấu được bếp từ nhá. Đấy, nhiều bác hỏi nó có nấu được bếp từ không thì nói luôn bác là con này nấu bếp từ nhá, bếp từ nấu ngon lành luôn đấy. Đây hàng mới keng rồi, rất ok luôn nhá. Đây là vung của nó này, vung thì sẽ là vung kính cường lực nhá, vung kính cường lực trong suốt để các bác nấu ăn, các bác tiện theo dõi thức ăn xem nó như nào đấy. Đây là cái phần quay nắp vung này thì về các bác lắp à, tại vì em quay nhanh em quay lướt em không lắp nữa. Đấy. Còn đây là chảo này, đấy, tay cầm rất chắc chắn nhá, tay cầm bọc nhựa chống nóng rất chắc chắn luôn. Đấy, còn đây là phần chảo này, thiết kế dạng tổ ong rất nhiều lỗ đây, đấy, có chém một lớp chống dính nhá, đấy, các bác về rán xào nấu thứ cho em ok luôn, chống dính ngon lành luôn nhá. Và con này nhiều bác hỏi là con đun được bếp từ không, thì em nói luôn là con này nó đun được tất cả các loại bếp nhá, bếp hồng ngoại này, bếp ga này, bếp từ này, bếp điện này, rồi là tất cả các loại bếp luôn là đun hết, đấy, bếp củi, bếp dơm, bếp dạ đun hết luôn nhá. Đây phần đáy chảo này, đáy chảo này, phần lòng chảo các thứ này. Con này đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá, 28 cm khá là to luôn. Các bác dùng gia đình con này thì rất là thoải mái rồi, rán này, xào này, nấu này, các thứ cho em ok luôn. Đấy vì nó có đi kèm cả cái nắp vung này nữa. Đấy, đi kèm cả cái nắp vung nữa nên là các bác sử dụng nấu nướng được rất là nhiều món nhá, sử dụng nấu nướng được rất là nhiều món luôn. Đó. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong. Hôm nay đi em xả kho. Giá chỉ còn có 180.000 một chiếc thôi. Đấy dòng chảo Nhật. Bình thường là các bác mua những con chảo bình thường ấy, nó không có chống dính cái thứ nào, không có nắp vung, đã rơi vào tầm 150.000 một cây rồi. Đấy hôm nay em xả kho cái chảo này thì các bác biết được cái mức giá nó quá là ok rồi, nó chỉ có 180.000 một chiếc thôi. Đấy 180.000 một chiếc này. Quá chất lượng luôn. Đấy, chắc chắn dày dẫn lắm, ok lắm. Đó. 180.000 nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Chảo tổ ong, đường kính là 28 cm, đang xả kho còn có 180.000 thôi. Đấy. Hàng mới kem. Mới keng xà beng nguyên hộp luôn. Đấy đúng như trên hình các bác đang coi này. Đấy chống dính ngon lành, có thể đun được bếp từ cái thứ thoải mái cho em luôn nhá. Đây đun tất cả được các loại bếp luôn này. Đó. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con bếp nướng của Hàn Quốc này. Đấy Korea này, bếp nướng của Hàn Quốc nhá. Con này thì bác nào mà thích ăn những cái món nướng ấy thì mua con này thì đúng chân ái luôn. Đấy hôm nay em cũng xả kho con sản phẩm này luôn. Lên mã cho em sẽ là cái con bếp nướng Hàn Quốc nhá. Bếp nướng Hàn Quốc. Bếp nướng Hàn Quốc này thì bữa trước đang bán là 350.000, hôm nay em xả luôn các bác, giá chỉ còn có 300.000 thôi. Và trong video hôm nay thì bên em sẽ bao ship tận nhà bác luôn. Đấy, bao ship tận nhà luôn nhá. Một con bếp nướng của Hàn Quốc giá cũng chỉ có 300.000 thôi. Con này nó sử dụng nguồn điện là 220. Đấy, 220. Đấy, để em mở ra bác coi, mới keng nguyên hộp luôn nhá. Đóng gói rất kỹ càng nhá. Công suất sẽ là 1.350W nhé và sử dụng là điện 220 này. Đây. Đấy. Bếp nướng nhé, bếp nướng, đây là dây nguồn này. Dây nguồn. Và có một cái hũ này là cái hũ đựng cái mỡ thừa. Đó, rất là ok. Đây. Con này thì em hướng dẫn các bác cách dùng luôn nhá. Hướng dẫn các bác cách dùng luôn. Đấy về các bác lấy cái dây nguồn này cho em. Đấy, các bác kết nối vào cái đây là cái ổ nguồn của nó này. Đấy các bác kết nối vào đây. Đấy, kết nối vào. Đấy, sau đó là các bác cấp trực tiếp cái nguồn là nguồn 220 cho em nhá. Cắm trực tiếp vào nguồn điện Việt Nam cho mình. Đấy. Sau đó là ở đây nó có cái dơ le điều chỉnh cấp độ này, nóng này. Nó sẽ có là 5 cấp độ nhá, cấp độ 1 này, 2 3 4 5 này, 5 cấp độ nhá. 5 cấp độ đấy thì tùy các bác điều chỉnh nhá. Đây cái hướng mũi tên nó chỉ cấp độ này. 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, 1 này. Đấy, đấy là tùy nhu cầu của các bác sử dụng nhá. Còn cái phần mặt trên này rõ cái phần mặt nướng. Đấy, mặt nướng nhá. Đấy thì về ví dụ các bác có những cái món ví dụ như bò nướng, bít tết nướng này, rồi là ba chỉ nướng này, sụn bò nướng các thứ này. Đấy những cái món nướng này các bác cứ phết cho em một cái lớp dầu mỏng lên đây, sau đó các bác nướng thôi. Rất ok luôn. Đấy.
chín rất là đều mà cái nhiệt nó cho ra nóng rất là nhanh quý nhá. Ở đây nó chám một lớp vân đá này, chám một lớp vân đá, vân hoa đá này, chống dính cực kỳ tốt luôn. Đấy, ở đây là cái hũ để các bác đựng dầu thừa. Ví dụ như là mỗi lần mà cái dầu, mỗi lần mình nướng ấy, thì cái dầu nó hay chảy ra. Đấy, hay chắt ra thì các bác nghiêng nghiêng một chút thì cái dầu nó sẽ chảy ra theo cái đường này. Đấy. Và ở đây nó có hai cái phần quai nhá, tay cầm rất ok. Đường cái chiều dài, chiều rộng này thì chiều dài nó rơi khoảng tầm là 22. Đấy. À, chiều rộng là 22 và chiều dài nó cũng rơi khoảng tầm 40 nhá, 40 x 20 nhá. Kích thước khoảng tầm là 40 x 20 khá là to. Đấy, các bác dùng để ăn nướng gia đình các thứ cho em. Đấy, đó, quá ok. Đây ví dụ như là những cái món là như là trứng ốp la này, rồi là rau củ quả nướng này, xúc xích nướng này, đấy, bò bít tết ba chỉ nướng các thứ này, ok luôn. Đấy. Lên mã thì em sẽ là sản phẩm là bếp nướng Hàn Quốc nhá. Đấy. 350.000 đang giảm cho các bác chỉ còn có 300.000 một chiếc thôi, bao ship tận nhà luôn. À, đây công suất của nó sẽ là 1.350W nhá, và sử dụng điện sẽ là điện 220. Đây có cả thông số công suất ở trên này luôn các bác nhá. Đó thì lên mã thì em sẽ là bếp nướng nhá, đang xả kho bán anh nó luôn, chỉ còn có 300.000 thôi. Đấy, bác nào thích những cái món nướng các thứ là ok. Đấy, quá ngon lành luôn, bếp nướng Hàn Quốc nhá. Đó, 300.000 một chiếc thôi nhá. Bếp nướng điện không khói, nướng thực phẩm chín nhanh, bộ điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh núm xoay theo ý thích. Bề mặt bếp phủ đá hoa cương, siêu bền, kháng khuẩn, hai lớp chống dính hấp thụ nhiệt nhanh, giữ nhiệt lâu giúp thực phẩm chín nhanh hơn. Bề mặt bếp rộng có thể nướng, chín cùng lúc nhiều món ăn, cho gia đình 4 đến 6 người. Bếp có nhiều chức năng như chiên, xào, rán, bạn có thể thỏa sức nấu nướng. Bếp nướng điện không khói, nướng thực phẩm chín nhanh. Thực tế về sản phẩm bếp nướng nhá, bếp nướng điện Hàn Quốc nhá, nướng không khói luôn rất ok, 300.000 một cái sản phẩm này các nhá. Sản phẩm tiếp theo em cũng giảm giá luôn bác mang, đó là cái chai xịt chống thấm này. Lên mã em sẽ là cái dạng chai xịt chống thấm nhá, nó là dạng chai xịt đấy nha bác nào hiện tại đang bị rột rĩa thứ này đấy, rồi những cái chỗ nào nó bị nứt nở tường thì các bác mua cái lọ này về các bác xịt cho em nhá, mua về các bác xịt cho em. Tại vì lúc nào mà xịt các bác nhớ cho em là lắc đều đấy, lắc đều các bác lắc thật đều nhá, lắc thật đều đấy, lắc thật đều cho nó các bác xịt này. Đây em xịt thử các con này. Đấy, nó là cái dạng keo quá nhá, dạng keo. Đây dạng keo này, như kiểu dạng keo sơn nhá. Đấy, các bác xịt, xịt trực tiếp vào cái chỗ nào mà nó bị nứt nở, chỗ nó bị thấm thế cái thứ là các bác vệ sinh sạch sẽ đi. Sau đó các bác xịt nhá. Và lưu ý em là các bác xịt trong cái điều kiện là thời tiết là nó nắng, đấy, và nó khô ráo nhá, sạch sẽ nhá. Đấy thì các bác xịt thì nó mới phát huy được hết tác dụng của cái sản phẩm này. Đó thì cái lọ cái chai xịt chống thấm như này thì một chai này với dung tích là 450ml. Đó em báo giá luôn. Thế em đang gửi bác một cái chai xịt chống thấm nha. Với giá bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn bác, chỉ còn có 40.000 thôi, 40k. Lên mã em sẽ là chai xịt chống thấm nhá, xịt chống thấm. Đấy, đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi. Đấy, chai xịt chống thấm nhá, 40k. Nó là dạng chai xịt nhá, xịt rất ok luôn. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, hôm nay em cũng giảm giá từng sản phẩm một luôn. Đấy, để các bác dễ mua đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Hiệu quả lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đó thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất là hay. Đấy, một chai này là 400 mi, nó là dạng chai xịt nhá. Đấy, về những chỗ nào nó bị nứt nở thứ rồi, đấy thì các bác xịt trực tiếp vào nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào. Mà 40.000 một chai thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kìm chết này, con kìm chết nhá. Nhiều bác hỏi con mã kìm chết thì đây. Bên em đang có cái kìm chết của Filter. Con này thì dùng quá uy tín luôn. Cực kỳ cầm cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, tay cầm toàn bộ được bọc cao su, chống trơn trượt cho em. Đấy rất ok. Phần ngàm kìm này, đấy, toàn bộ thì là thép CRV nhá, thép CRV siêu cứng cáp dây dẫn luôn. Đấy, siêu cáp dây dẫn. Đó, kìm rất ok. Xoáy siếc trơn tru ngon lành nhá. Đấy, khóa hãm xoáy siếc trơn tru ngon lành luôn. Con này thì giá bình dân hạt rẻ. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình nhá. Anh em thợ thuyền dùng con này thì ok luôn. Giá hiện tại em đang gửi bác một cái cây kìm chết của Filter nha. Giá chỉ có 80.000 thôi. Lên mã thì em sẽ cái cây kìm chết nhá. Kìm chết này hàng hãng nhá, chứ không phải hàng linh tinh đâu. Đây là hàng Filter hàng hãng này. Filter là một trong những thương hiệu chuyên về đồ gia dụng nhá. Đấy, chuyên về đồ chuyên về đồ kim khí, đồ sửa chữa cho anh em thợ thuyền. Đấy, hàng của Filter nhá. Đấy, nguyên hộp nguyên vỉ luôn. Đó, liên mã em sẽ cái cây kìm chết Filter. Kìm chết nhá.
Kìm chết này thì bên em đang ở bác giá bình dân chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một cây kìm chết filter này. Đấy, bán khá là nhiều rồi mà giá nó bình dân, nói chung là dùng chất lượng là dùng ok. Đó, 80.000 một cây. Giá hợp lý mà sản phẩm dùng ok. Rồi tiếp theo thì em về một số cái mã hàng đồ nhà bếp này. Đấy, đồ nhà bếp em cũng lên bán nhanh bác luôn nhá. Đấy, đầu tiên đó là cái ép tỏi này. Đấy, 60.000 một chiếc này nhá, ép tỏi của Đức nhá. Cái này thì về chuyên cho bác ép tỏi ép hành. Đấy, các bác ngại dã hoặc các bác muốn ép lấy nước ấy, thì các bác cho con này vào, cho vào đây để các bác ép này. Con này inox 304 nhá, cầm rất là chắc chắn luôn. Hàng của Đức này, Wailing Made in Germany nhá, inox 304 sáng bóng luôn. Đấy, về các bác cho tỏi cho hành vào đây các bác ép này. Vừa lấy bã này vừa lấy nước cho em luôn. Đấy, ép rất là ok chắc chắn luôn. Đấy, con này hàng dày cộp luôn này, có nhìn này. Hàng rất là dày nhá. Hàng nó dày dã man, inox rất là dày. Đấy, sáng bóng. Sáng láng luôn nhá. Đấy, đây, đó. Made in Germany của Đức nhá. Ép tỏi của Đức nhá. Ép tỏi Đức này thì đang gửi bác là 60k một chiếc nhá. 60.000 cho một chiếc ép tỏi nha. 60.000 thôi. Đấy, các bác mua về sử dụng ép tỏi em đồ các thứ rồi. Ok luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây liếc mài kim cương. Diamond Samper này. Đấy, con này nó có một cái lớp kim cương nhân tạo nhá. Đấy, thì khi các bác mài rất là nhanh sắc, liếc mài kim cương. Cái liếc mài kim cương này đang có giá là 100k một cây nhá. 100.000 cho một cây liếc mài kim cương này. Đó đây. Về các bác chuyên để các bác liếc dao các thứ này, liếc dao nước đồ Made in Japan. Đó, Made in Japan. Ở đây sẽ gồm có là một mặt phẳng này và một cái mặt lồi. Đấy, mặt phẳng này các bác mài kiểu cái mặt dưới ra dao rồi, còn mặt trên này các bác ví dụ như các bác cầm dùng để các bác liếc này. Đấy, các bác liếc này thì các bác dùng là các bác mài này. Đấy. Còn ví dụ như là cái mặt phẳng này thì ví dụ như các bác cầm các bác rũa này. Đấy, các bác cầm các bác rũa này. Đấy, cầm các bác rũa lưỡi dao này. Đấy, con này các bác cứ rũa qua em lượt cái là dao rất là sắc luôn. Dao rất sắc ok luôn nhá. Các bác rũa các loại dao cho em luôn, từ dao giấy đến dao nhà mình ăn uống, dao nhà mình sử dụng dùng để nhà bếp nhà giáp các thứ ok luôn. Đấy. Cái này là cái cây liếc mài kim cương nhá, hàng Made in Japan. Con này chiều dài chắc rơi khoảng tầm là 30 cm nhá, 30 cm. Có phần tay cầm rất chắc chắn luôn. Đấy. Mài rất là nhanh sắc nhá, Made in Japan. Con liếc mài kim cương này thì nó phủ một lớp kim cương nhân tạo nhá, nên khi mà các bác mài rất là nhanh sắc nhá. Hàng Nhật đây. Đấy, Diamond Sapper này. Đấy, Diamond Sapper. Diamond là cái này là diamond ấy, là kim cương thôi nhá. 100.000 nhá, 100.000 cho một cây liếc mài kim cương này, 100.000. Cái cây này bên em bán khá là nhiều rồi. Hàng dùng ok. Đấy, nói chung là các bác dùng phản hồi rất là tốt luôn. Đấy, đó là một cái số cái sản phẩm về nhà bếp nhá, cô nhá. Liếc mài kim cương thì là 100.000 một cây, còn cái cây ép tỏi của Đức nha, ép tỏi ép hành của Đức nhá thì là 60k nhá. Đấy, rồi em sẽ đi qua những cái mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dây cọ lưng này. Đấy, bác nào mà tắm hay muốn kỳ lưng cọ lưng để các bác massage này rồi nó sạch sẽ, các bác mua cho em cái dây này về. Nó là chất liệu là bằng silicone nhá. Đấy, nó sẽ có hai mặt để các bác đều có thể kỳ cọ luôn, vừa kỳ cọ cho nó sạch ghét các thứ này. Đấy, rồi là vừa massage nhá, đây nó có những cái gai silicone rất là mềm. Đấy, các bác vừa kỳ cọ vừa massage dùng rất là thích luôn. Ở đây là hai cái tay cầm này, hai tay cầm này các bác vắt đằng sau lưng, sau đó các bác kéo đi kéo lại. Đấy, kéo đi kéo lại nó rất ok luôn. Đó. Cái dây cọ lưng này thì hiện tại em đang gửi bác giá rất là dễ mua, chỉ có 20.000 một dây thôi cô nhá. 20.000 cho một dây cọ lưng nha. Đấy, 20k một dây cô nhá. 20k. Lên mã thì em sẽ là dây cọ lưng nhá. 20.000 một dây. Đấy, có những cái phần đầu silicone này. Nói chung là bán khá là nhiều. Dùng thích lắm, nó silicone dẻo mà nên dùng cực kỳ thích luôn. Thì chúng ta thường kỳ cọ lưng bằng bàn chải, bông tắm hay sơ mướp đúng không ạ? Thì việc khó khăn đầu tiên chúng ta hay gặp phải là không thể đưa được tay hay bàn chải, bông tắm ra sau lưng để kỳ cọ lưng đằng sau được. Chính vì vậy mà rất nhiều các anh các chị hay gặp phải cái vấn đề mụn lưng. Tuy nhiên với dây đai cọ lưng silicone Hàn Quốc này, chúng ta sẽ làm cái chuyện đó dễ dàng hơn và thú vị hơn rất là nhiều. Với ưu điểm là chất liệu silicone cao cấp, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Bề mặt bàn chải thì được thiết kế với nhiều đầu sợi silicone dày 1 cm để dễ dàng làm sạch bụi bẩn ở sâu bên trong lỗ chân lông. Thiết kế tay cầm vừa vặn chắc chắn, giúp dễ cầm nắm mà không bị trơn trượt, cải thiện tuần hoàn và phục hồi da. Lý tưởng để làm sạch những vị trí khó tiếp cận như là làm sạch lưng, cổ, vai, bàn chân. Khi tắm, những đầu sợi silicone này chà cọ vào da, ngoài tác dụng làm sạch da còn giúp massage khi tắm, tăng tuần hoàn máu dưới da và tẩy tế bào chết, đem lại cảm giác thư thái và một cơ thể hoàn toàn sạch sẽ khi tắm. Nhà mỗi bác lên sắm 1-2 dây về dùng. Link mua hàng thì em để bên dưới. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k nhá, 20k cho một cái dây cọ lưng nhá, 20.000 một dây cọ lưng silicone nhá. Tiếp theo là ở đây em còn một ít cái xưởng hấp này, cái xưởng hấp em lên thanh lý nhanh bác luôn. Đấy, bao tiền nhỉ? 80.000 đúng không nhá, 80.000 thôi. Hôm nay thanh lý trả kho luôn, bữa trước đang bán cái xưởng là 150.000, mà em thanh lý bán lỗ vốn cho bác luôn. Đấy, cái này là một cái xưởng này các bác mua về để hấp đồ nhá. Đây, nó là như này này, một cái xoong và một cái xưởng hấp nha. Đấy, ngoài chức năng là các bác có thể hấp thì mình có thể là chuyển sang những cái món luộc được luôn. Con này là 28 cm nhá, hàng này của nó là hàng thanh lý siêu thị nhá. Đấy, hàng thanh lý siêu thị thì nó cũng
đôi khi là nó cũng có thể là hơi xước xát một chút thì cái này cũng không tránh được các nhá. Đây, đây là cái phần khai hấp của nó này, khá là sâu to rộng 28 cm các bác, chứa được rất là nhiều đồ. Đây là cái song đi kèm này, nó có cả cái nắp vung luôn. Nguyên cái song mà có những cái nắp vung nó bằng kính như này các bác mua rất là đắt tiền, nhưng con này là nắp kính luôn nhá, nắp kính luôn, quá ok luôn này, nắp kính này. Đấy, rồi là phần nắp vung này về các bác lắp vào. Đấy, lắp vào các bác nhá. Đấy, sau đó ví dụ các bác muốn có những cái món luộc thì các bác để đây, các bác dùng như món luộc này. Đấy, sau khi mà luộc xong thì các bác muốn hấp ấy thì các bác để cho em cái xưởng lên đây. Đó, để cái xưởng lên đây. Ví dụ các bác làm những cái món hấp thì các bác để đây cho em nhé, quá ok luôn này. Đấy, vừa hấp này vừa luộc này, một trong hai luôn nhá. Các bác vừa có một cái xo này các bác nấu canh, vừa có một cái xưởng này các bác hấp nhá, lại đi kèm có cả vung viếc đầy đủ là quá là ngon lành luôn. Hôm nay em thanh lý xả kho bán nốt cho bác luôn, còn khoảng tầm chục chiếc nữa bán nốt luôn. Giá của nó sẽ là 80.000 thôi. Bữa trước đang bán là 150.000. Hôm nay em giảm giá xả kho nó 80.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái xưởng hấp nhá, xưởng hấp. Nhiều bác hỏi là cái xưởng hấp này là có dùng được bếp từ thứ không, thì em báo luôn là con này có thể dùng được tất cả các loại bếp nhá. Đấy, từ bếp ga này, bếp hồng ngoại này, rồi là bếp điện, bếp từ, nói chung là tất cả các loại bếp đều dùng được hết luôn nhá. Nên là các bác yên tâm, nó không bị kén bếp đâu. Đấy. 150.000 đang giảm giá còn có 80.000 thôi, xưởng hấp nhá. Kích cỡ là 28 cm, hàng thanh lý siêu thị mới keo nguyên hộp luôn các bác nhá. Rất là xịn sò ngon này. Đi kèm đầy đủ vung viết các thứ rồi. Các bác mua một được hai. Đấy, giả tiền một nhưng mà được hai luôn nhá. Đấy. Mua hai, mua một dùng hai quá ok luôn. Đó. Luôn cho bác mã hàng đó là con bình tưới cây của Nhật này. Đấy, hàng made in Japan. Đó. Con bình tưới cây dung tích là 2 lít nhau nhá. Dung tích là 2 lít. Đó. Đây, có phần vạch đo luôn này, đầy đủ luôn. Chất liệu thì toàn bộ bằng nhựa ABS cao cấp nhá. Dòng này thì nói chung là các bác dùng thì siêu bền rồi. Và cái con này là cái phần piston của nó rất là nhẹ. Đấy, piston rất nhẹ này. Các bác nghe cái tiếng em đẩy này, piston này. Cái piston rất là nhẹ và cực kỳ là êm luôn. Cái lượng hơi nó đẩy vào rất là nhanh. Đấy, các bác chỉ việc bơm cho em vài phát thôi là cái lượng hơi nó đẩy nó đầy hết bình luôn rồi, nên là cái lực phun cũng rất là khỏe nhá. Đấy, lực phun rất là khỏe luôn. Đó, con này thì đầu thì cũng có chỉnh các chế độ phun ok luôn. Đấy, và các bác cũng có thể là tháo ra để các bác vệ sinh cái phần đầu này ok luôn, một cách là rất là dễ dàng. Đấy, toàn bộ nó bằng nhựa ABS cao cấp nhá. Đấy, thiết kế rất là chắc chắn. Và con này có một chi tiết rất hay, đó là cái chi tiết là cái phần xả hơi này. Đấy, khi mà các bác bơm đầy hơi vào đây, đấy, mà các bác ví dụ như là các bác không dùng nữa, các bác bơm xong rồi, các bác phun xong rồi mà các bác để cái hơi, lượng hơi trong nó lâu là cái bình nó rất là hay bị hỏng. Đấy, là cái hơi nó ép là nó rất hay bị tách những cái đường ghép này. Đấy, thì con này nó có một cái chế độ, đó là cái chế độ xả hơi nhá. Đấy, chế độ xả hơi là khi mà các bác dùng xong các bác xả hết hơi cho em thì cái bình nó tăng thừa độ của bình lên, cái bình nó rất là bền, cái bình nó không bị hơi nó ép nên là bình nó rất là bền nhá. Đấy, bình nó rất là bền đó. Hầu như là những cái bình nó lỗi ấy, thì chỉ có nó lỗi là nó bị tách bình, nứt bình thôi, là do cái lượng hơi ở trong nhiều quá, các bác không xả đi được. Đấy, các bác không xả được thì nó sẽ bị nứt bình. Đấy, có thế thôi. Còn ở đây nó đã thiết kế một cái van xả như này rồi. Đấy, khi nào mà dùng xong thì các bác xả nó đi thôi nhá. Xả đi đây, để em xả cho bác coi này. Đây nhá, đây để em xả cho bác coi về cái sản phẩm, các bác nghe cái tiếng xả này. Đấy, các bác nghe tiếng xả nhá, đây. Đó, các bác nghe tiếng xả không? Đấy, khi mà bình mà nó còn nhiều hơi thì các bác nên xả đi. Đấy, thì nó có một cái van xả nhanh ở đây. Đấy, các bác kéo cái van này lên là tự động là cái hơi nó xả hết ra, thì nó sẽ tăng cái tuổi thọ của bình lên, bình nó không bị ép hơi nữa, thì những cái chỗ vết nối thứ nào này nó rất là bền thôi nhá. Đấy, bình thì dung tích của nó là 2 lít, hàng made in Japan. Đấy, giá thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái bình tưới cây 2 lít nha, với giá là 110.000 một cây nhá, 110.000 cho một cái bình tưới cây 2 lít nhá, 110.000 một chiếc thôi. Đấy, giá nó rất là hợp lý, dễ mua. Phần tay cầm cái thứ này, à mỗi chi tiết nhỏ nữa là đây, cái phần tay cầm này, khi mà các bác đẩy cái phần khóa vào cho em là nó sẽ tự động là nó sẽ bơm luôn, nó sẽ khóa cái trạng thái là đang bơm vào luôn, các bác không cần phải bóp nữa nhá. Đấy, là các bác chỉ việc đẩy cái này vào là tự động là nó sẽ khóa hãm luôn này. Còn nếu mà lúc nào mà các bác muốn bấm nhấp nhả thì các bác bấm này, còn nếu mà các bác muốn nó bấm liên tục, đấy, nó xả ra liên tục thì các bác đẩy cái này vào là tự động là nó sẽ xả ra liên tục luôn nhá. Đấy, xả ra liên tục luôn. Đây, đây là chết bác còn này. Đấy, bình thường là các bác sẽ xả này này, còn nếu các bác muốn xả liên tục thì các bác đẩy cái này vào cho em. Đấy, nó vẫn xả liên tục này. Đấy, nó xả ra liên tục thôi nhá, xả đến lúc nào mà nó hết hơi thì thôi. Đấy, và lúc nào các bác lại kéo nó về. Đó là cái chốt khóa lẫy của nó. Đấy, chốt khóa lẫy thông minh của nó nhá, rất ok luôn. Bên trong đây, em tháo bác coi. Bình thì rất là dày, bình dày lắm. Đó, bình dày. Cái nhựa của nó là cái nhựa ABS cao cấp nhá, nên là cầm cái bình rất là chắc tay. Bên trong là phần lõi ti, phần bơm này. Đó.
thiết kế rất chắc chắn nhau nhá, ok luôn. Giá thành thì chỉ có 110.000 một chiếc thôi. Đấy, một chiếc bình tưới cây 2 lít để về các bác sử dụng tưới cây, tưới hoa, phun thuốc rồi là chăm sóc cây cảnh thứ nhà mình, ok luôn nhá. 110.000 một chiếc nhá. Đấy, các bác nhanh tay vào việc chốt đơn luôn này, 110k. Đấy, số lượng là cái này nó không có nhiều đâu các nhá. Số lượng chắc là khoảng tầm vài chục bình, nó không nhiều đâu. Thì các bác nào nhanh tay chốt đơn luôn. Đấy, em về được khoảng tầm hơn 20 bình thôi. Đấy, không nhiều đâu. Đấy, các bác nhanh tay chốt luôn nhá. 110k cho một chiếc bình tưới cây 2 lít nha. Lâu lâu thì em lại về thêm cho bác một số cái mã hàng đồ sưu tầm này. Đấy, đi đây. Nay em về cho bác một cái mã hàng sưu tầm, đó là con rìu sói nhá. Và em báo giá luôn. Sản phẩm này thì hiện tại đang có giá là 250.000 cho một chiếc rìu sói như này và bao ship đến tận nhà luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, hàng mới keo nguyên hộp luôn này. Đó, đây em lấy cho bác coi. Có phần vỏ bọc đầu rìu này, đấy, phần vỏ bọc đầu rìu này, thân rìu các thứ này, nguyên hộp nhá, bóc cho bác coi đây. Đó, con này thì hàng là của Nhật quá, hàng của Nhật đây. Kobe Style in Japan này, đấy, carbon laser, đó, carbon laser. Hàng của nó thì sẽ là hàng liền thân nhá, tay cầm thì sẽ có ốp gỗ hai bên, ba đinh tán này, hai đinh tán nhá. Hàng vân gỗ này rất đẹp này, tiết hoa văn trang trí rất ok luôn. Phần rìu thì sẽ có là một cái hình mặt sói ở đây nhá, rất ok đấy, các bạn nhìn rõ hình mặt sói luôn này, hình mặt sói. Đây phần đằng trước thì là lưỡi rìu cực kỳ sắc bén luôn, phần đằng sau thì là một cái đầu nhọn. Đấy, ví dụ các bác nào đi rừng đi phượt thì đầu trước mình dùng để chặt, đầu sau ví dụ mình có bổ biết các thứ rồi. Đấy, bổ chẻ củi ra cũng ok, cầm chắc chắn lắm. Đấy, con này cầm khá là nặng, đầm tay. Chắc khoảng tầm 7-8 lạng luôn đấy, cầm nặng, đầm tay phết đấy. Đo cho bác về phần kích thước này. Tổng chiều dài nó rơi khoảng tầm là 27 này. Đấy. Chiều ngang này là vào là 17 này. Đấy, phần bản lưỡi rộng là đi 11 có nhá, bản lưỡi rộng là 11. Đó. Nói chung về các bác sưu tầm, mua về đi chơi, đi rừng đi phượt cho em, quá ok luôn, sắc bén, phần lưỡi rìu rất sắc bén luôn nhá. Hàng liền thân thì các bác dùng yên tâm rồi. Đấy, chất lượng. Có phần lỗ này, rồi là dây đeo, dây đồ đi đầy đủ luôn và phần vỏ bọc đầu rìu. Đấy, các bác nào dùng xong thì mình có thể lấy cái vỏ bọc này các bác bọc vào để tránh tình trạng là nó bị va chạm với cái lưỡi gây sức sát các thứ rồi. Đó. Thì giá thì sẽ là 250.000 một chiếc nhá và bao ship đến tận nhà luôn. Hàng sẽ là hàng mới keo nguyên hộp nha. Thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây rìu sói sưu tầm. Đấy, hàng sưu tầm cây rìu sói nha. 250k một cây thôi nhá, 250.000 một cây, bao ship tận nhà luôn. Đấy là về cái mã hàng sưu tầm. Tiếp theo thì về luôn đấy bác, đó là cái mã dao SA78 này. Cái mã này chắc là nhiều bác biết về cái mã này rồi, nhưng mà hàng thì nó đôi lúc là nó rất là bất thường. Lúc có lúc không. Đấy thì em báo giá luôn là nó về cái lô này giá nó rất là tốt. Chỉ có 250.000 một cây thôi. Đấy, bên em bao ship tận nhà luôn. Lên mã em sẽ là cái cây dao sưu tầm SA78 nhá, SA78. Con này hàng của Mỹ quá. 250.000 một cây. Đây. Đấy. Dao bọc rất cẩn thận nhá, mới keng speng luôn. Colombia này, mã của nó sẽ là SA78 nhá. Đó, hàng thì cũng là hàng liền thân. Tay cầm gỗ ốp gỗ, vân gỗ này rất đẹp. Hai đinh tán này. Đấy. Bọc trước bọc sau đầy đủ hơn luôn nhá. Đấy, bọc trước bọc sau đầy đủ luôn. Hàng cái bao sắc mua bác luôn nhá. Đấy, hàng bao sắc các bác mua về sưu tầm, mua về chơi, mua về đi rừng, đi phượt. Đó. Có đi kèm thêm cho bác là một cái bao đựng nhảy nữa các bác nhá. Đấy, cái bao đựng nhảy thì lúc nào dùng thì các bác không dùng nữa thì các bác cho cái bao đựng này rất ok. Đấy, cài cúc các thứ vào ok luôn này. Rất đẹp luôn. Đấy, mình có thể là đeo vào phần thắt lưng nhá. Đây nó có cái lỗ sỏ để các bác đeo vào phần hông, phần thắt lưng. Đó, lúc nào dùng thì các bác rút ra xem. Ok luôn, rất đẹp nhá. Nói chung con này thì không gì phải chê về cái độ đẹp của nó rồi. Đấy, mua về sưu tầm, mua về chơi, mua về sử dụng, sắc bén ok luôn, sắc bén lắm. Con này thép cực kỳ sắc luôn. Dao sưu tầm SA78 nhá, SA78. Để em đo về các bác phần kích thước này. Sản phẩm này thì sẽ có tổng chiều dài là đi 30 các bác nhá, 30. Phần bản lưỡi của nó dài là 19 cm. Đấy. Bản rộng lưỡi thì nó rơi vào là đi khoảng tầm 4 cm nhá. Đấy, 4 cm. Đấy. Bản rộng lưỡi nó rơi khoảng tầm 4 cm. Nói chung là cầm khá là vừa tay. Đấy, đây. Nó có cái phần ốp tay đây này. Đấy, cầm khá vừa tay. Đó, các bác sử dụng ok luôn. Dao sưu tầm mã sẽ là dao SA78 nhá. Đấy, SA78 có đi kèm thêm nữa là một cả một cái vỏ bọc luôn nhá. Thì đây một bộ nhầy này, một bộ dao nhầy là cả dao và cả vỏ bọc nhầy. Sẽ là 250.000 một cây. Bao ship tận nhà luôn. Hàng của Colombia USA này. Đấy, USA mã sẽ là dao SA78 các nhá. Đó. 250.000 một cây bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay cũng về một cái mã hàng mới, rất là mới luôn. Đó là cái mã hàng ống nhòm nhá, có nhá, ống nhòm. Đấy, ống nhòm của Galileo này. Con này thì trước em cũng có bán. Đấy thì hôm nay tiếp tục về. Và đợt này về với mức giá cũng rất là tốt, ưu đãi đấy bác, dễ mua luôn là 270.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, bác nào hay đi du lịch này,
hay đi ngắm chim ngắm cò này, ngắm thực vật động vật này đấy, rồi là đi rừng đi rú này, rồi là các bác hay đi xem đá bóng rồi đấy, các bác ngồi trên khán đài nó ở xa thì các bác mua ngay cho em cái con ống nhòm này về. Nói chung là ứng dụng trong cuộc sống công việc rất là hữu ích luôn đấy, nó là một con ống nhòm nhá. Con này thì nó nhòm khoảng cách xa đến khoảng tầm 2 cây số luôn và cũng vẫn rất là rõ nét nhá, hàng của Mỹ luôn nhá, Galileo đấy. Con này thì mới keng nguyên hộp luôn đấy. Đầu tiên thì sẽ gồm có là một cái bao đựng này, một cái bao đựng này sẽ có cả cái dây luôn đấy, có cả cái dây khoác luôn nhá, có cả cái dây đeo dây khoác luôn này đấy. Nhân vật chính của chúng ta đó là ống nhòm bên trong nữa thì phụ kiện sẽ gồm có là cái khăn lau này đấy, khăn lau dây đeo cũng có kèm bên trong luôn đấy. Rồi đây là ống nhòm này đấy, con này có thể chỉnh theo cái cữ mắt của bác nhé, bằng cách là bác bẻ xoay ở đây đấy, bẻ xoay đây. Cái vòng này thì nó là cái vòng chỉnh lấy nét này đấy, chỉnh lấy nét nhá đấy. Ở đây nó có cái vòng là cái vòng chỉnh lấy nét này đấy, hai cái phần vòng chỉnh lấy nét luôn, một cái vòng chỉnh mắt này, một cái vòng chỉnh cự ly xa gần này đấy, Galileo. Và toàn bộ cái sản phẩm này đều có cái phần bọc đầu kính luôn nhá đấy, toàn bộ đều có cái phần bọc đầu kính luôn này đấy, đây nó có 4 cái bọc ở đầu phần đầu mắt kính nhá, để bụi biếc các thứ là nó không vào đấy. Mỗi lần mà các bác dùng xong là mình bọc cái này vào cho nó vừa chống sốc này, vừa nó không bị bụi biếc nó vào trong cái thấu kính này không nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ có là cái vòng xoay chỉnh nét cũng như là vòng xoay chỉnh cái tiêu cự nhá, đấy, chỉnh cái tiêu cự cái phần ống ngắm của bác nhá. Nói chung là đấy là về các bác, cái này là nó chỉnh là nó theo mắt của mỗi người chứ không phải là chứ không phải là mặc định đâu nhá, vì mắt mỗi người khác nhau nhá, có người nhìn kiểu này, có người nhìn kiểu kia nhá, nên là về các bác tùy chỉnh theo con mắt của bác nhá. Các bác xoay 2 cái vòng nó cho em này, đấy, cái vòng ở đây này với cái vòng ở đây này, thì các bác xem cái kiểu nào nó phù hợp với cái mắt của mình thì các bác xoay cho đấy, sau đó các bác cho vào mắt. Và nhiều bác có khi là mắt ở tầm này, hoặc nhiều bác là mắt ở tầm này, hoặc nhiều bác là mắt tầm này, thì các bác bẻ cho cái phần gọng này đi này, đấy, cái phần gọng là các bác chỉnh này đấy. Nói chung là nó có tinh chỉnh hết luôn, về các bác tự tinh chỉnh. Còn bên em gửi là ống nhòm nó sẽ nguyên này, đấy, nguyên bản này, để về các bác tự tinh chỉnh. Hàng này của Galileo, đấy, Galileo này một trong thương hiệu chuyên về những cái đồ ống nhòm đấy, cho dân du lịch, dân thám hiểm nhá, đấy, bán rất là chạy luôn. Con này thì đang có giá là 270.000 một chiếc nhá, và bao ship tận nhà luôn. Đấy, đây các bác nhìn cái phần thấu kính của nó này, thấu kính của nó trong vắt luôn, đấy, và nhìn cực kỳ xa. Con này nhìn khoảng cách tối đa lên đến khoảng tầm 2 cây số nhá. Cái độ gì nhỉ? Này nó gọi là độ phóng đại thì là 20 lần thôi nhá. Đấy, 20 lần, 20 x 50 này. Đấy, và cái kích thước và vật kính là 50mm. Đấy, nó là hệ lăng kính đổi góc thôi nhá, hệ lăng kính đổi góc. Và toàn bộ cái này thì nó là thủy tinh quang học chất lượng cao. Đấy, nên là dùng rất ok. Nói chung là cực kỳ chất cho một con ống nhòm này, các bác mua về sử dụng. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra, các bác ngắm test thử chưa? Đấy, khi mà các bác ngắm test thử thì mình cứ xoay cho em 2 cái vòng này nhá. Đấy, có cái vòng này thì các bác chỉnh theo tiêu cự mắt của bác nhá. Đây là 1 vòng, đây là 2 vòng. Đấy, chỉnh theo tiêu cự mắt của bác xem nó phù hợp, đến lúc nào mà ok thì thôi. Đó. 270.000 cho một chiếc ống nhòm này, đầy đủ các phụ kiện này, nắp đậy các thứ này, rồi là dây đeo bao đồ thứ đầy đủ luôn, bao đựng các thứ đầy đủ hết luôn. Đấy là 270.000 một cái bộ sản phẩm ống nhòm này có nhá. Lên mã em sẽ là cái ống nhòm 270.000, em bao ship tận nhà luôn, hàng của Balileo của Mỹ cũng nhá. Đấy, cái này thì trước bán khá nhiều, đợt là lâu lắm nên nó mới lại có hàng về. Đó đi, bác nào mà muốn vẫn còn nhu cầu với cái sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp nhá. Đấy, anh em số lượng đợt này nó về cũng có ít thôi. Đấy, thì các bác tranh thủ chốt nhanh luôn. Ống nhòm nhá, 270.000 cho một chiếc nhá, bao ship tận nhà luôn. Hàng rất là chất lượng luôn. Đó, ống nhòm Balileo. Đây là các bác cùng xem cái đánh giá về cái sản phẩm này. Nói chung là em bán khá là nhiều rồi chứ, em bán nhiều lắm và hàng rất ok luôn. Đây, hàng chuẩn, đứng từ tầng 23 nhìn xuống dưới vẫn rất rõ nét này. Shop đóng gói hàng siêu quần đạn này, hộp phụ kiện đầy đủ, có dẫn dẫn của shop này. Đấy, điều chỉnh cũng dễ, cảm ơn shop nhiều. Đó. Đúng với mô tả này, hàng ok đấy, phù hợp giá tiền. Đấy, đi xem bóng đá thứ này ok. Rồi là một con ống nhòm khá xịn sò chắc chắn này. Đấy, chuẩn bị đi du lịch nên mua để ngắm cảnh này. Đấy, shop giao siêu nhanh. Đấy, ok nhá. Toàn những cái phản hồi 5 sao và chất lượng sản phẩm rất là tốt luôn. Đấy, nói chung là rất ok nhá. 270.000 cho một chiếc ống nhòm nha. Đấy, bác nào mà chưa chốt tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, giá rất là ok mà hàng rất là xịn sò, chất lượng, các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Cầm một con ống nhòm nó chắc tay chắc nịch luôn, cầm thích lắm.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá bác luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ có hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 thôi nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân diệt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuyếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuyếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k một hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tuyếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó cái lọ keo đa năng. Đấy, lọ keo đa năng, lên mã em sẽ cái lọ keo đa năng này. Lọ này thì bên em đang bán khá là nhiều rồi. Một tuyếp này thì cũng có trọng lượng là 60g. Đấy, về các bác dán đa năng cho em. Đấy, dán các kiểu loại, dán gỗ, dán sắt các thứ rồi, dán đồ trên tường, dán đồ dưới đất các thứ cho em ok luôn. Nó là dạng keo trắng nhá. Con này thì về các bác sử dụng là các bác chỉ việc xoáy nắp, mở lục lỗ các bác dán thôi. Đấy, bơm lượng keo các bác dán nhá. Và lưu ý em là các bác để trong vòng 24 cho đến 72 giờ thì nó sẽ khô keo. Và khi mà nó khô rồi thì nó cứng đúng như là bê tông luôn. Nó cứng hơn bê tông còn đục có được nhưng con này không đục luôn, nó cứng như đá các bạn. Cứng lắm, nó khô và nó cứng dã man luôn. Đấy, bên em đang bán giá thành hạt rẻ lắm, các bác dễ mua cực kỳ luôn. 20.000 thôi nhá, 20k, lên mã cho cái lọ keo đa năng này. Em đang bán một lọ keo đa năng nha với giá sẽ là 20k một lọ nhá. 20k trên một lọ. Và các bác lấy 3 lọ. Đấy, 3 lọ keo thì giá sẽ là 50k. 3 lọ 50k, còn lấy một lọ tính giá lẻ là 20k. Còn lấy combo 3 lọ thì là sẽ là 50.000 cho combo 3 lọ keo đa năng nha. Dùng cực kỳ ok luôn đấy. Cái này thì bán khá nhiều rồi. Sản phẩm rất là chất lượng luôn nhá. 20.000 một lọ keo đa năng nhá. Mà 50k cho 3 lọ. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó, thực tế về sản phẩm nó rất là chắc chắn luôn. Đó, dán cực kỳ ok. Đấy, keo đa năng 20.000 một tip một lọ nhá. Còn nếu các bác lấy 3 lọ thì sẽ tính giá 50.000. Cái vòi xịt vệ sinh. Đấy, thì bữa trước rất là nhiều bác chưa mua được. Đấy, hôm nay các bác tranh thủ chốt nhanh luôn thôi nhá. Chốt nhanh luôn. Đấy, số lượng có hạn và sản phẩm thì tiếp tục về lô mới. Hàng này nói chung là về chất lượng thì cực kỳ đảm bảo để các bác sử dụng. Rất ok rồi đây. À, rất ok rồi. Đấy, sản phẩm thì cực kỳ đảm bảo cho bác luôn nhá. Bộ vòi xịt vệ sinh để về các bác lắp đặt vào cái phòng vệ sinh nhà mình thôi nhá. Đấy, để sử dụng ok. Chất liệu thì toàn bộ sẽ là inox 304. Đấy, chất liệu inox 304. Hàng của thương hiệu Osaka, Osaka Japan này. Đấy, đến từ thương hiệu Osaka Japan. Inox 304 100% nha. Đây em sẽ view cho bác chi tiết này. Một cái bộ sản phẩm này thì trong một bộ này sẽ gồm có đầu tiên là một cái tay xịt nhá, một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt. Đấy, cái phần bóp nó rất là êm và cái lực xịt nó rất là khỏe nhá. Đấy, con này thì dùng quá ok, các bác nhìn phần inox này. Cực kỳ dày luôn. Gen của nó vào sẽ là gen 21 nhá. Đấy, gen nó vào sẽ là gen 21. Và đi kèm là một cái sợi dây các bạn. Dây thì sẽ là dây inox 100% luôn, dây chống gập chống rối nhá. Gen ở hai cái đầu này cũng là gen 21 để về các bác kết nối vào nguồn nước như mình. Đấy, hầu như bây giờ người ta toàn dùng gen 21, nó là cái gen mã phổ thông nhất rồi. Đấy, và tiếp theo nữa là một cái bộ đế cài. Đấy, đế cài nhá. Và trong bộ đế cài này đi kèm luôn các bác là sẽ có là cả ốc vít luôn. Đấy, về là các bác có ốc vít để bắt luôn. Các bác chỉ việc là khoan em hai cái lỗ, sau đó các bác đệm hai con nỏ vào là các bác bắt cho ốc vít vào là xài thôi. Đây là cái giá đỡ cái đế cài của nó nhá. Ốc vít bên em làm thì sẽ làm luôn cho bác, sẽ ốc vít bằng inox luôn. Đấy, nên là full bộ bằng inox luôn nhá. Những con ốc vít bằng inox này thì các bác xài
là ở trong cái điều kiện mà ví dụ nhà vệ sinh, nhà tắm nó hay bị ẩm ướt ấy, thì các bác xài không lo nó bị gì ạ, không lo gì, nói chung là cực kỳ chu đáo luôn. Đây full combo một cái bộ sản phẩm này đó, tay xịt này, dây này, rồi là giá đỡ phí đi kèm. Đấy, một cái bộ này thì hiện tại em đang gửi bác một cái mức giá rất là hợp lý để các bác rất là dễ mua luôn, hàng Su 304 đấy, Osaka Japan. Bộ này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 100k một bộ nhá, 100k một bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, vòi xịt nhà vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh này. Đó, giá đang bán là sẽ là 100.000 cho một cái bộ vòi xịt vệ sinh nha. Đấy, 100.000 cho một bộ vòi xịt vệ sinh. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ khi mà các bác lắp đặt cái sản phẩm này thì những cái phần gen như này này thì các bác bổ sung cho em một ít cái băng keo non ấy. Đấy, bổ sung ra quán mua cho em một ít cái băng keo non về các bác bổ sung trên một chút để khi mà các bác lắp đặt thì nó sẽ kín hơn. Đấy, nó kín hơn nhá, nó không bị chẳng may là nó các bác xoáy nó không đủ lực rồi các thứ là nó về sau này các thứ là nó đỡ bị giò nước hay là ảnh hưởng nhá. Mình cứ bổ sung cho em ít băng keo non vào thì khi mà các bác sử dụng nó sẽ bền hơn nhá, nó bền hơn mà cái gen, cái giò của nó sẽ đảm bảo hơn, cái gen nó sẽ đảm bảo hơn quá nhá. Đó thì là 100.000 quá nhá, 100.000. Toàn bộ là sẽ inox 34, các bác cứ nhận hàng kiểm tra sau đó là các bác test nam châm cho em thoải mái luôn. Đấy, test nam châm cho em thoải mái, cam kết các bác là inox 34 100% nhá, 100k một cái bộ vòi xịt vệ sinh nha. Và các bác xem về cái con sản phẩm, cái con vòi xịt nhà em đang sử dụng nhá. Đấy, con vòi xịt nhà em đang sử dụng này, đó cũng đang sử dụng luôn, cực kỳ ngon nhá. Đây nhà em không có cần tăng áp tăng nhiệt gì nhưng mà vòi xịt ra rất là đều luôn. Đấy, tia nước ra rất là thẳng nhá, đó xịt ra rất đều, nói chung là cực kỳ là ngon, xịn sò chất lượng nhá, inox 304. Đấy, hàng thì bóp này, các bác nhìn này, bóp nó rất là êm luôn nhá. Đấy, bóp nó rất là êm luôn. Đấy, bóp rất là êm, rất là nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đó, đây, xịt ra nước này rất là đều, rất là khỏe nhá. Đó, một cái con vòi xịt nhà vệ sinh. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200 mét nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa các, con này đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con này là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Đó, kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9.5cm gần 10cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10cm, bản rộng là 10cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13cm. Đấy, chiều cao là 13cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À, đây, đằng trước này thì các bác
bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng. Thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho các xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá cái này lên trần này. Đấy, các bác để này các bác đá lên trần hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo SOS nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn, bằng cái một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây, các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không các bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy. Sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử cho em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho bác luôn nếu bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo SOS này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời.
dã man luôn nhá. Một cái con đèn để em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng nhá. Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này, đấy, bật cái cam rộng nhá. Đó, đây, đây, đấy, sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây, bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này, đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn, như ban ngày luôn nhá. Đấy, rồi đấy về cái dòng đèn pin nha em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn. Em lên luôn bác, mã hàng đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này, lên mã em sẽ là cây bút lấy dấu bằng đồng nhá, em báo giá bác luôn. Giá tại bên em đang bán một cây bút lấy dấu này là 40k một cây nhá, 40.000, 40k một cây bút lấy dấu, hàng bằng đồng luôn, lấy nhẹ nhàng tình cảm lắm. Đây sẽ lấy thử bác xem, lấy một cây này bắn phát nào là ăn phát đấy luôn, bắn cực kỳ mạnh và nó rất là nhẹ, thao tác rất là dễ dùng nha. Đây em sẽ lấy bác xem nhá. Đây, đây em lấy một cái gỗ này, các anh nhìn này, ấn nhẹ cái này đấy, ấn nhẹ cái là tự động nó sẽ ăn được ngay đó, lấy phát nào là ăn phát đấy luôn, các anh nhìn này, lỗ luôn nhá. Đấy, các bác có thể lấy trên mọi vật liệu cũng như là gỗ này, rồi là sắt, thép, nhựa, nhớ các kiểu này. Đấy, lấy dấu để các bác khoan đục, rồi là các bác đánh dấu để cho mình lấy dấu mình làm cái vị trí chính xác nhá. Đấy, nó không trượt phát nào luôn nhá. Rồi lên mã em sẽ sỏm là cây lấy dấu nhá. Hiện tại em đang bán một cây lấy dấu này là đi 40k nhá, 40.000 một cây lấy dấu bằng đồng, hàng dùng thích lắm, ok lắm. Đấy, nói chung là mình bác thợ thuyền gia đình nên có mỗi nhà một chiếc này, dùng tiện này. Đó, dùng hay lắm. Tiếp tục về số lượng lớn cái dòng bóng 3W được sự hưởng ứng bảo ủng hộ của bác thì tiếp tục lại về. Đấy, giá tốt mà sản phẩm dùng ok quá luôn thì các bác ủng hộ rất là nhiều. Bóng 3W nha, con này thì cái công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi. Thì bác có thể là sử dụng lắp ở đầu đường, đầu cổng này, đường đi đối lại này, hoặc là các bác sử dụng làm đèn ngủ cũng ok. Đấy, rồi là mình có thể là thắp qua đêm mà không sợ tốn tiền điện nha. Vì cái công suất nó chỉ có 3W thôi, nó rất là nhỏ. Và cái ánh sáng nó vừa đủ để các bác có thể sử dụng nha. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng, dòng chip LED siêu sáng nha. Tiết kiệm điện, đuôi sẽ là đuôi xoáy. Và giá thì hợp lý nữa. Thì em đang bán một cái quả bóng đèn 3W này giá chỉ có 10k thôi. 10k giá quá rẻ luôn nhá. Bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W giá bên em đang bán là 10k một quả bóng đèn 3W nha. Rồi tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái dây sạc nhá. Đây em sẽ là sản phẩm là dây sạc ba đầu này. Đấy, dây sạc ba đầu hoặc là dây sạc cam đều được nhá. Đấy, dây sạc cam hoặc là dây sạc ba đầu. Đợt này nó về cái lô này hàng xịn lắm, hàng là bên ngoài đều được bọc một lớp silicone chống gập chống gãy nhá. Các bác có thể là uốn éo các kiểu này, thả ra nó lại bình thường. Đấy, nó dòng bọc silicone nhá. Đấy, và nó sẽ gồm có là một nguồn vào, một nguồn vào. Đây, nguồn vào đây. Nguồn vào thì sẽ là cổng USB và nguồn ra này. Đấy, nguồn ra thì sẽ là ba chân nhá, ba chân luôn. Ba chân, một chân Type-C này, một chân micro USB và một chân Lightning. Đấy thì các bác có thể sạc đa dạng các loại máy, ví dụ như là Samsung, iPhone, Oppo, rồi là Vivo, LG, Motorola, rồi là Nokia, các loại điện thoại luôn. Đấy. Nói chung là ba cái chân này hiện tại đang là ba cái chân phổ thông nhất trên thế giới và cũng đang rất là nhiều những người dùng cũng như là những cái hãng nổi tiếng người ta đang dùng cái chân này thì hiện tại đang có mặt trên cái dây sạc luôn. Là về các bác sạc đa năng được các loại máy nhá. Đó. Và dây nguồn vào thì cắm vào cái cổng USB này mình là xong. Đây em sẽ cắm cho bác xem này. Con này khi mà cắm lên nó còn có cả đèn báo cơ. Đây là hay lắm. Đây em cắm cho bác xem nhá. Đây. Có thấy không? Nó lên cả đèn báo luôn này. Đây, lên đèn báo từng dây một luôn nhá. Từng dây một đều có đèn báo luôn nhá. Đấy, có cả đèn báo luôn. Đó, đèn báo sáng, cái này là em đang quay ở trong đây con nhìn này, đấy dây tối em đang om này. Đấy, thấy không? Nó lên đèn luôn nhá. Rất là hay luôn, có cả đèn luôn nhá. Đầy đủ luôn. Dây đều được, phần đầu này đều được gia cố bằng kim loại, cái loại thép chống rỉ nhá, rất là cứng cáp, chắc chắn, không lo gập gãy nhá. Dây bọc silicone, không bị rối rồi không bị gập gãy gì cả, dùng cho em thoải mái đi. Dây này thì nói chung là dùng thì siêu bền rồi. Và dây nó dài lắm, dây khá là dài đấy. Dây chắc khoảng tầm nói chung là khoảng tầm là đi đợi chút điểm đo này.
nó rơi vào khoảng tầm 1m2 quá. Dây này là 1m2 nhá, dây 1m2, dây khá là dài luôn. Lên mã em sẽ là phẩm là dây sạc 3 đầu nhá. Bên em đang bán một cái dây sạc 3 đầu này là đi dây sạc 3 đầu này, dây sạc cam nhá, dây sạc cam đi. Dây sạc cam giá em đang bán là 40k nhá, 40k. 40.000 một cái dây sạc cam này. Giá này gọi là giá siêu siêu tốt luôn đấy, thị trường đang bán một cái dây này khoảng tầm 5-6.000 một dây đấy, bên em bán được 40.000 thôi. Giá quá rẻ dễ mua này. 40k nhá, dây sạc cam 40.000 một dây. Đó. 3 đầu sạc đa năng. Đấy, phích cắm dẹt nhá. Lên mã em sẽ là phích cắm dẹt này. Dòng phích này để chuyên về các bác cắm cho những cái dòng ổ điện Nhật của nhà mình đang sử dụng nhá. Đấy, dòng này thì chân sẽ là chân đồng. Đấy, dòng ổ cắm chống va đập, chống vỡ. Đấy, và chân của nó sẽ là chân dẹt và chân đồng luôn. Đó. Con này nói chung là chắc chắn lắm, dùng ok. Và bán rất là nhiều rồi. Bữa trước thì rất là nhiều bác đang mua nhiều hết hàng thì chưa mua được, thì hôm nay các bác tranh thủ mua luôn nhá. Đấy, số lượng thì có hạn và giá thì vẫn đang rất là bình ổn để phục vụ bác luôn. Đấy, em báo giá luôn nhé. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là phích cắm chân dẹt này. Giá tại bên em đang bán một chiếc phích cắm chân dẹt này là đi 10k thôi. Chỉ có 10.000 nhá. 10k cho một chiếc phích cắm chân dẹt này. Chân rất là chân đồng và giá thì cũng rất là rẻ luôn. 10k một chiếc nhá. Đấy. Về là các bác cắm chuyên vào những cái ổ điện Nhật. Đấy, ổ điện Nhật là người ta hay dùng những cái chân dẹt nên là nhiều khi là Việt Nam mình là cứ hay dùng cái chân tròn, nó khó cắm lắm. Thì các bác mua con này về các bác đấu cái dây thì mình các bác cắm ổ điện Nhật là xong. Đấy, con này là về đấu dây là dùng nhá. 10.000 một chiếc nhá. Lên mã cho em sẽ là phích cắm chân dẹt. Đấy, phích cắm chân dẹt. Giá bên em đang bán sẽ là 10.000 một chiếc này. Chân sẽ là chân đồng nhá. Đấy, chân sẽ là chân đồng. Rất ok luôn. Giá hạt rẻ, rất dễ mua. 10k một chiếc nhá. Đó là cái đầu bắn tôn của Makita này. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái đầu bắn tôn của Makita nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Makita Achi Japan này. Một cái vỉ này thì sẽ là 10 đồng. Đấy, và bên em sẽ bán theo cả vỉ và sẽ có bán lẻ nhá. Tùy nhu cầu, các bác có thể mua lẻ hoặc là mua cả vỉ. Đấy, lẻ thì bên em đang bán là 10.000 cho một mũi đầu bắn tôn lẻ nhá. 10.000 mũi. Đầu này của nó sẽ là đầu 8x42mm. Đấy, hàng của Makita rất chất lượng luôn, có nam châm từ tính hít đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, về các bác chỉ việc xài thôi. Chân sẽ là chân lục giác, chân phổ thông. Đấy, về các bác lắp vào máy móc nhà mình, máy khoan máy khiết là ok. Chuyên dùng cho anh em thợ thuyền bắn tôn này. Đấy, rồi là các bác sử dụng gia đình rất ok luôn. Đấy, một vỉ này thì 10 một vỉ là 10 đầu. Đấy, 10 đầu với giá sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? 90k nhá, 90k. Còn nếu các bác lấy lẻ một đầu. Đấy, một đầu thì sẽ là 10.000 các bác nhá. Một đầu là 10k. Đấy, còn là lấy lẻ lấy một cả vỉ 10 đầu này là 90k, còn lấy lẻ một đầu là 10k các nhá. Thì đây, đó, cả một vỉ 10 đầu đây thì sẽ là 90.000. Hàng của Makita, còn lấy lẻ thì giá nó sẽ cao một chút, đấy là tùy nhu cầu. Dùng nhiều thì lấy cả vỉ, còn dùng ít thì lấy lẻ. Đấy, nói chung là nếu một cái mức giá này thì em khuyên các bác là nên mua cả vỉ về mà dùng. Đấy, vì giá nó rất là tốt mà sản phẩm dùng cực kỳ chất lượng luôn. Hàng của Makita, hàng xịn luôn đấy. Hàng bãi xịn luôn các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó.